Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần lộ ý nối theo lộ ngũ. Thì như chúng ta biết đó, cái hoạt động tâm thức của chúng ta đó, thì chúng ta phải nói thế này là lộ ý nó như là một cái phần mà nó gọi là nó chính yếu. Nó là chính yếu. Nó là phần chính yếu. Còn những cái phần mà gọi là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, và toàn thân đây, tức là nó là thuộc về cái lộ ngũ đó. Thì nó như vậy là những cái đường dẫn. Những cái đường dẫn. Mắt nó là cái đường dẫn. Nó là cái đường dẫn. Tai đây, nó là cái đường dẫn. Mũi đây, nó là cái đường dẫn. Lưỡi đây, đường dẫn. Thân đây là cái đường dẫn. Nó là những đường dẫn. Hay có thể nói một cách khác hơn đó, là từ nơi đây nè, từ nơi mắt chúng ta phóng ra một cái tầm nhìn. Từ đây mắt đây, chúng ta tiếp xúc với cảnh. Tai chúng ta đây, lắng nghe cái âm thanh. Mũi chúng ta đó, tiếp nhận cái cảnh khí. Và lưỡi chúng ta tiếp nhận cảnh vị. Và thân chúng ta tiếp nhận cái cảm xúc. Thì nó là những cái đường dẫn, những cái đường dẫn phụ, để đó chúng ta từ đó có thể thấy đó, cái tâm chúng ta nó ở đâu, nó đi cái nẻo nào, cái đường nào. Là nó có 5 cái con đường mà nó hay lui tới trên những cái con đường đó. Thì vậy khi chúng ta kiểm soát tâm thì chúng ta sẽ xem 5 cái con đường đó, là tâm chúng ta nó đã đi tới đi lui như thế nào, nó hoạt động ra sao. Nhưng mà cái then chốt, cái chính yếu của nó là chính là cái lộ ý. Mà khi đó về đứng về mặt, mà gọi là cái cơ thể sinh học đó, thì chúng ta có thể nói thế này, là cái lộ ý á, nó trùm phủ hết. Nếu mà nó chiếm hữu á, thì chúng ta phải nói là nó chiếm hữu cả một cái hệ thống thần kinh. Nó nằm trên não, nó đưa xuống với lại cái xương sống và những cái tùng thần kinh đưa ra. Còn cái phần nhạy cảm nhất là trái tim chúng ta, nó cũng chiếm lĩnh luôn. Nó chiếm lĩnh hết toàn bộ. Và tất cả những cái gì mà lộ ngũ hoạt động đó, thì cuối cùng cũng giống như những nhánh sông, nó sẽ đổ về cái lòng biển cả mà thôi. Và cái tâm chúng ta đó, khi mà chúng ta học hỏi để hiểu biết, và chúng ta rèn luyện, chúng ta dẫn dắt nó, thì chúng ta phải hiểu nó là có một cái năng lực vô biên, một năng lực cực kỳ lớn lao. Mà như vậy đó, nó có thể đó làm cho đó tất cả những cái cảnh mà chúng ta tiếp xúc bằng 5 cái nhánh phụ này đây nè, thì nó có thể đó làm cho 5 cái nhánh này nó chỉ là cái bước đầu để nó tiếp nhận cái quả nó thôi. Nhưng mà để hiểu sâu xa cái quả này và có một cái ứng xử phù hợp với lại cái tập khí của mỗi chúng sinh đó, thì cái con đường nó phải đi sâu vào trong tâm. Cho nên là cái lộ ý này nè, phải xin lỗi, cái lộ ngũ này nè, lộ ngũ này, lộ ngũ này, nó có cái lộ ý tiếp theo. Thì thấy chưa? Nó giống như nó mở cái con đường đầu tiên. Khi mà chúng ta, mắt chúng ta nhìn thấy, thì khi chúng ta nhìn thấy cái đối tượng đó, thì cái tâm chúng ta chỉ là tiếp nhận mà thôi, tiếp xúc mà thôi. Nhưng mà để có thể hiểu sâu xa hơn thì nó bắt đầu là cái hoạt động của cái lộ ý. Nó nối tiếp theo. Cũng như cái đường dẫn này, nó giống như là giới thiệu, giống như là tiếp nhận, để rồi sau đó nó hiểu sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, thì phải là cái công việc của lộ ý. Nhưng có một cái điều mà chúng ta thấy lạ lùng như thế này, là khi mà cái lộ ngũ này nó phát sanh, đây là cái tiêu biểu của cái lộ ngũ nói chung, tức là 5 cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì đây là cái bản đồ chung. Bởi vì nơi đây, khi cái kháng ngũ môn này chúng ta, xin lỗi, kháng ngũ môn này, thì chúng ta có thể
thay đổi nó là bằng kháng nhãn môn, kháng nhĩ môn, kháng tỷ môn, kháng thân môn, vân vân. Và cái ngũ song thức này chúng ta có thể thay là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân. Chúng ta thay thế nó. Còn cái công thức nó vẫn đi như thế này. Thì khi mà chúng ta nói rằng đó, mắt chúng ta vừa thấy, tai chúng ta vừa nghe, thì quý vị thấy động tác nó đã có. Mặc dù nó mới là tiếp nhận mà thôi, nhưng mà cái phản ứng nó đã có. Thì khi mà những cái lỗ ý nó phát sinh đó, nó nối tiếp, nó theo sâu hơn nữa, thì tất cả những gì đã diễn ra trong cái lỗ ngủ lần thứ nhất. Và lần thứ nhất này, như chúng ta đã học đó, khi mà cái lần thứ nhất này đó, khi mà nó tới cái tâm mốt, để nó trợ giúp cho cái tâm động tốc này nè, coi như là nó hoàn thành cái xử lý về cảnh của nó mà không để sơ sót một chút nào cả đó. Sau khi xong rồi thì nó rơi vào cái dòng hộ kiếp trở lại. Nó sẽ rơi vào dòng hộ kiếp. Nó cứ thế nó tiếp tục. Và cái khả năng của nó là cái lỗ này nó có thể trở lại. Nó tiếp cái chỗ này nó trở lại. Nó bắt đầu nó trở lại. Nó trở lại gì? Có thể 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần. Tùy. Không nói được. Rồi tại sao vậy? Thí dụ như lúc đầu. Như bữa hôm sư cô cũng nói. Người ngồi gần thì thấy những cái chữ trên này rất rõ. Nhưng mà người ở cuối lớp người ta sẽ đi dần dần thôi. Tức là người ta sẽ tiếp cận lần 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 để cho cảnh nó rõ hơn. Thì cái lỗ ngủ này nó được tái đi tái lại, tái đi tái lại. Và cái lỗ ý thứ nhất là cái lỗ ý mà gọi là tiếp bước cái lỗ ngủ. Ví dụ như bây giờ cái lỗ ngủ này đó, nó diễn ra trong 3 lần. Sau khi nó diễn ra 3 lần xong đó, thì nó cũng là đi vào hộ kiếp. Thì như vậy nó sẽ bắt đầu cái lỗ ý đầu tiên là cái lỗ ý gọi là tiếp bước lỗ ngủ. Thì nó bắt lại cái cảnh mà cái lỗ ngủ nó vừa mất. Tức là bắt cái cảnh trạo lại, có nghĩa là nó bắt cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ. Vậy nó mới đi vào tâm. Nó chính là cái lỗ ý, nó bắt cảnh quá khứ. Thì khi nó bắt cảnh quá khứ như vậy đó, là nó cấm vào trong dòng hậu kiếp liền. Khi mà cái lỗ ý nó phát sanh á, thì nó sẽ đi thế này. Đây là cái dòng hộ kiếp nó trôi chạy. Thì khi mà cái lộ ý, mà cái lộ ý mà nó thuần tí, cái lộ ý mà nó bắt cái cảnh nội, mà nó không phải thuộc về cái sắc pháp, thì nó sẽ không có cái hộ kiếp vừa qua, mà nó sẽ có hộ kiếp rúng động. Nó có hộ kiếp dứt dần. Và sau đó nó sẽ có kháng ý môn. Nó không phải là kháng ngũ môn nữa, mà nó kháng ý môn. Rồi tiếp theo đó, nó sẽ tới động tốc. Nó sẽ tới động tốc. Thì khi mà cái động tốc này xong đó, trường hợp mà cái lỗ ngủ này nó có hai cái tâm mốt, thì ở đây nó sẽ có tâm mốt. Rồi nó cũng rơi vào cái dòng hậu kiếp. Nó cũng rơi vào dòng hậu kiếp. Còn trường hợp mà đây nó không có cái tâm mót, thì đây nó cũng vẫn không có tâm mót. Nó không có tâm mót. Thì nó rơi vào trong cái hậu kiếp. Đây hậu kiếp tiếp theo. Và cái lỗ này nó có thể là nó trở lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tùy tình hình, chứ không phải chỉ có một lộ duy nhất. Và cái hộ kiếp này nè, cái hộ kiếp mà sau khi cái tâm mốt này xong, thì cái hộ kiếp này nó có thể diễn ra hàng nghìn, hàng trăm nghìn lần hoặc hơn nữa, tùy cái hoạt động của nó là vậy. Còn cái hộ này cũng vậy, khi mà nó xong cái nhiệm vụ nó rồi, thì nó cái hộ kiếp nó lại nối theo nó đi như thế.
thì cũng diễn ra hàng nghìn, hàng trăm nghìn lần hoặc hơn nữa tùy. Chứ không phải là nói cái lộ này nó nối theo lộ kia, tức là cái này vừa dứt rồi cái vừa ráp vô liền, cái vừa dứt cái vừa ráp vô liền, không phải vậy. Cái chỗ này chúng ta nhớ để làm gì? Chỗ này chúng ta nhớ để hiểu rằng cái hộ kiếp trong tâm chúng ta rất mạnh. Cái chi phối suốt cái kiếp sống của chúng ta. Cho nên dùng cái từ hộ kiếp là gì? Tức là nó hộ trì kiếp sống. Nhưng mà thật sự ra nó chính là cái dòng chảy của tâm từ vô lượng kiếp, và nó hoạt động trong cái hiện kiếp này, nó vẫn có mặt. Cho nên ai nói rằng là không có tiền kiếp thì bây giờ đã cứ khảo sát trong tâm của mình đi, thì sẽ thấy có tiền kiếp hay không. Cái tiền kiếp nó nằm ở chỗ nào? Tiền kiếp nó nằm ở chỗ cái tánh tình của mình. Không phải cha mẹ mình là lúc mà mang thai đó là phú cho mình cái tánh đó, không có. Cũng không phải ông trời phú cho mình cái tánh đó, không phải. Đây là tất cả những gì mình đã tạo tác từ vô lượng kiếp, và nó hình thành một cái thói quen. Và cái thói quen này nó không có bỏ được, cho nên là nó cứ đi theo trên con đường luân hồi của chúng ta. Dẫu chúng ta đây đó là có một cái hình hài như thế nào đi nữa, thì cái dòng hộ kiếp đó, cái tập khí đó, cái tính khí đó khó thay đổi. Dùng cái chữ khó thay đổi là bởi vì chúng ta đã thấy cái dòng chảy của nó. Cái dòng chảy đó, dòng chảy này chỉ có thể cắt được khi nào thiện trí khởi sanh. Mà thiện trí này rõ ràng nó là chánh niệm, và nó mạnh nhất là trong cái chánh niệm này nó có tỉnh thức. Chức là chúng ta thấy rõ nơi chúng ta đó, cái động tốc này, cái phần thiện này đang khởi sanh hay phần bất thiện đang khởi sanh. Cái hoạt động của nó làm cái dòng chảy, nhưng chúng ta đang thấy cái dòng chảy đó. Và khi chúng ta thấy như thế, chúng ta ghi nhận được nó chính là chánh niệm. Và khi chúng ta ghi nhận được vậy đó, thì cái sát na này, trong cái chánh niệm này nó có tỉnh thức. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái thiện trí đi đây, thiện trí nằm đây, thiện trí nằm đây. Thì khi cái sở hữu trí tuệ này khởi sanh lên á, nó phải khởi sanh trong cái tâm thiện mà có trí đây, nằm đây, tâm thiện hợp trí. Đây là tâm thiện hợp trí, nó khởi lên. Thì nó khởi lên là nó có niệm. Cho nên cái chánh niệm là cái vốn có của mình. Cái khi cái thiện của mình khởi sanh lên là cái chánh niệm này nó đã hoạt động, nhưng nó hoạt động yếu, và mình không có trợ duyên bằng cái sự hiểu biết của mình. Và cái thiện trí này đã nhiều lần chúng ta có tìm hiểu rồi, chúng ta nói nó là trí văn, nó là trí tư, nó là trí tu, ba cái này. Khi mà chúng ta không có cái vốn liếng về vấn đề trí văn thì cái này chúng ta xài lại những cái kinh nghiệm cũ, những cái gì vốn có của mình mà mình không có bồi đắp lên, không có làm cho nó dồi dào phong phú lên, giống như trong kho có gì xài đó. Còn cái người mà cái đời này đó, người ta học hỏi tam tạng kinh điển thì có nghĩa là bây giờ người ta nhập kho, nhập kho cái pháp bảo, và nhập đúng cái ân huệ của Đức Phật vào đây này. Còn nếu như nó không phải tam tạng kinh điển thì chúng ta nhập kho những thứ hàng khác. Nhập được hay không này là do phước trí của mình, do phước của mình. Không có ai cho mình hết. Bởi vì như chúng ta thấy đó, giáo pháp của Đức Phật thì tam tạng kinh điển nước nào cũng có.
bây giờ ở Việt Nam mình đó là dễ dàng để mà chúng ta có thể thỉnh Tam Tạng Kinh điển về nhà. Nhưng mà khi chúng ta dỡ những cái trang kinh đó ra thì những cái trang kinh đó nó có nằm trong cái vốn liếng của mình hay không, thì cái đó người ta gọi là chúng ta có gặp được giáo pháp hay không. Phật pháp cao sâu, lý nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, rất là khó gặp. Chúng ta chỉ có thể gặp được khi mà cái phước thuộc về thiện trí chúng ta khởi sanh thì chúng ta nghe. Cho nên bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, mình có đi nghe giảng nhưng mà cái phước mình không đủ, mình không có tiếp nhận được, và mình cũng không có biến nó thành cái tài sản của mình để mình có thể sử dụng nó vào trong trí tư và sử dụng vào trong trí văn, thì cái đó nó cũng là không có gặp gỡ được. Người ta không gặp được, người ta không tiếp nhận được. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa. Khi mà chúng ta nói nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa, nghĩa là tất cả những gì chúng ta tiếp nhận trong lộ ngũ, chúng ta tiếp nhận trong lộ ý đây, và khi chúng ta chánh niệm tỉnh giác để hiểu, thì chúng ta giải tất cả những cái nhân quả trong đời mình đó rõ ràng. Đúng, đúng trong cái luật nhân quả, đúng trong cái luật nhân hồ, luân hồi của nó, thì chúng ta thấy rõ ràng. Khi chúng ta biết rõ, thấy rõ vậy, chính xác đúng như vậy thì phiền não không có mặt. Còn khi nào chúng ta không có giải được cái Như Lai chân thật nghĩa này, tức là chúng ta không giải được cái nhân quả và cái luân hồi theo đúng như là một cái chân lý về tâm linh của nó, thì chúng ta đây bị rối rắm giữa cái tục đế và chân đế đang quyện nhau, và chúng ta không tách ra được trong cái tâm của mình. Cũng như đây là cái cửa biển, nơi đây đang tiếp nhận cái nguồn nước từ tất cả dòng sông đổ về, và nơi cái cửa này đó là nước sông và nước biển đan nhau mà chúng ta không tách ra được. Và chúng ta đau khổ vì những cái rối rắm đó, chúng ta giải không được cái bài toán ở trong tâm của mình, chúng ta không thấy được cái hướng đi. Cho nên cái phước này đó, để cho cái phước trí mà nó có mặt được đó, thì chúng ta phải làm cái phước thiện. Một trong những cái phước thiện mà lớn nhất mà chúng ta phải làm đó là giữ giới, là chúng ta hành giới. Thì cái đó là một trong những cái phước thiện lớn nhất để làm cái nền cho cái thiện trí này khởi sanh. Và khi chúng ta học thiền Vipassana thì chúng ta sẽ nắm được cái phương pháp để chúng ta làm cho cái chánh niệm này nó vốn có trong pháp thiện. Chánh niệm nó vốn có trong pháp thiện đây, 19 sở hữu biến hành nó nằm đây. Nó nằm cái chỗ mà nó gọi là tín niệm tàm quý. Thì cái chữ niệm đó chính là cái chánh niệm, nó vốn có trong pháp thiện rồi. Bây giờ khi mà nó cộng thêm cái sở hữu trí tuệ là tỉnh thức đây đó, thì đó là chúng ta đã đi con đường của trí văn, trí tư và trí tu. Ba cái này thì nó mới giúp cho chúng ta đó là giải được những cái uẩn khúc thuộc về cái đời sống nội tâm mà chúng ta được gọi là tâm linh trong chính cuộc đời của chúng ta. Và trong cái tâm linh này đó, thầy sư cô nói là cái con đường của nó không có duy nhất là chỉ nơi những cái người thân của mình hoặc nơi cái thế giới loài người đây thôi, mà nó còn giao lưu trong 31 cõi. Cho nên cái tâm chúng ta đó là nó có một cái khả năng cực kỳ lớn lao. Và để đi như vậy, nó đi như vậy và nó có thể đó tiếp cận được, nó có thể đi sâu được, nó có thể gọi là
quán được toàn bộ các cái cảnh. Đó, đi từ trong cái cảnh luân hồi của dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là 31 cõi trong luân hồi này nè, nó có thể nắm được ha. Cái khả năng lớn nhất của cái tâm mà khi chúng ta rèn luyện về mặt thiện trí đây, cái phương pháp là chánh niệm và tỉnh giác đây, thì chúng ta còn bắt được những cảnh giới cao hơn, đó là những cái tầng thánh và cái những cái cảnh mà nó hoàn toàn nó đem đến cho chúng ta đó một cái hạnh phúc đích thực, đó là cái pháp vô vi thuộc về Niết Bàn. Tất cả chúng ta đều có khả năng như vậy ha. Cho nên Đức Phật mới nói là ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Cái chữ Phật đó nó nằm đây, nằm trong sở hữu trí tuệ đây. Và cái này không ai cho. Chúng ta đi bằng con đường tri văn, tri tư và tri tu. Tất cả do mình tập luyện hết. Còn nếu mình không tập luyện, có người tập luyện giùm, người đó chính là tham sân si. Luôn luôn có sẵn. Khi nào chúng ta không có tỉnh thức, khi nào chúng ta không có chánh niệm, khi nào chúng ta không nhận biết ra, thì có nghĩa là cái phần thiện và thiện trí chúng ta đây hoạt động yếu ớt, thì tham sân si sẽ hoạt động. Cái sinh hoạt của nó rõ ràng là như vậy. Nó chiếm lĩnh. Cho nên bao giờ mà khi chúng ta ăn, khi chúng ta nghỉ ngơi, khi chúng ta tiếp nhận bất cứ một cái gì thuộc về cái phước báu của chúng ta đó, mà chúng ta biết tới đây là đủ, thì có nghĩa là chúng ta tiếp nhận bằng con đường thiện. Mà khi chúng ta tiếp nhận mà chúng ta thấy không đủ, thì có nghĩa là chúng ta tiếp nhận bằng tâm tham. Ăn cũng vậy, uống cũng vậy, nói chuyện vui chơi với bạn bè cũng vậy, mua sắm một cái áo, một cái quần, cái đồ dùng giải trí, dẫu cho có giải trí lành mạnh đi nữa mà không biết cái điểm dừng của nó, thì chúng ta đây rơi vào trong cái trạng thái của tham. Vì hãy nhớ một cái điều mà sư cô cứ lặp đi lặp lại hoài, đó là chúng ta sinh ra trong cõi dục, cho nên cái tâm của chúng sinh trong cõi dục là thích hưởng dục. Dục đây là gì? Dục đây là muốn. Muốn cái gì á thì là đạt được nó thì thỏa mãn. Nhưng mà thỏa mãn này nó không dừng lại mà nó cứ đi lên, thì nó thuộc về cái pháp bất thiện mà chúng ta không nhìn ra. Tại sao chúng ta không nhìn ra? Là tại vì trong pháp bất thiện có hỷ lạc. Khi hưởng cái hỷ lạc này chúng ta nghĩ là tốt đẹp, mà chúng ta không có nhận ra đó là cái hỷ lạc nằm trong thiện và hỷ lạc nằm trong pháp bất thiện có sự khác nhau. Và sự khác nhau đó chúng ta sẽ tiếp nhận bằng tâm ý, chúng ta sẽ nhận ra nó. Và cái điều mà nó dễ, nó giúp cho chúng ta đó, là chúng ta nhớ rằng nó lặp đi lặp lại. Do đây, do trong cái động tác đây luôn luôn có sự lặp đi lặp lại. Cái thứ hai nữa, cái lỗ này nó có thể diễn ra nhiều lần. Những cái lỗ ý tiếp theo nó, 5-6 lỗ ý tiếp theo nó cũng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì hiểu cái này chị. Cho nên vì á, mình không có quan sát, không có quan sát, không có để ý, không có ghi nhận, cho nên mình không thấy sự lặp đi lặp lại của nó. Còn khi nào mình á, mình có chánh niệm, mình ghi nhận, mình sẽ thấy đó, tất cả đều lặp đi lặp lại, không có sai chút nào cả. Quý vị hãy xem lại trong cái gia đình của mình, con của mình, người hôn phối của mình, cha mẹ mình, anh em mình, những ai hiện đang sống gần nhất của mình đây, mình sẽ thấy tất cả những cái ứng xử đó đều có lặp đi lặp lại. Và chúng ta học lại trong cái lặp đi lặp lại đó là một cái thói quen.
Cái lặp đi lặp lại đó là hiển lộ cái tính cách. Cái lặp đi lặp lại đó là cái dòng nghiệp nó đang chi phối trong tâm. Và từ cái chỗ đó chúng ta nhận ra mình, chúng ta nhận ra sự khác biệt của người khác, và chúng ta sẽ chọn lựa một cái cách thức để nuôi dưỡng cái tâm mình bằng những cái pháp trắng này hay pháp đen. Đó là cái sự kiểm soát đó, nó sẽ làm cho đó, trong một cái kiếp sống của chúng ta đây, khi cái dòng chảy này đó, nó sẽ có một cái sự thay đổi. Khi đi như vậy đó, cái sự hiểu biết chúng ta nhiều, chúng ta sẽ thấy nó sẽ thay đổi. Thì những cái phần mà nó thuộc về quế nhiễm đây, nó sẽ mờ nhạt đi, và cái phần trắng nó sẽ tăng lên, nó sẽ đi như thế. Cái phước báu cho mỗi cái kiếp sống của chúng ta đó là khi cái phần thiện và thận trí này nó chiếm cái phần lớn. Trong khi đó đó, trong mỗi một kiếp sống chúng ta đó, thì chúng ta lại thấy tài sản, sự thành công của mình, sự thành công của cái con cái của mình, của người hôn phối của mình, của gia tộc của mình đó, là phần lớn, là chiếm lĩnh cái suy nghĩ của mình, cái an vui hạnh phúc của mình. Thưa, cái đó nằm đây, bởi vì nó nằm trong cái tham muốn và nó thỏa mãn được cái tham muốn của mình. Và đây là cái phần phụ. Sư cô vẫn nói đó là những cái thứ phụ tục, nó thuộc về phước thiện. Mà khi chúng ta càng thỏa mãn nhiều chừng nào thì chúng ta còn hạnh tướng, hạnh tiến chừng đó. Mình thành công, người hôn phối mình thành công, con cái mình thành công, gia tộc mình thành công, số một trong cái gia tộc này, cái sự hạnh tiến. Thì khi mà mình đẩy mình lên cái con số một đó thì có nghĩa là ngã mạn nó đã xuất hiện rồi mà mình nhìn không ra. Để cho nên cái kiếp sống mình, cho nên chúng ta có mặt trên thế gian này để chúng ta hoàn thiện một kiếp sống của chúng ta. Hoàn thiện một kiếp sống của chúng ta có nghĩa là chúng ta làm cho những cái pháp thiện và thiện trí này đó là nó chiếm hữu cái phần lớn. Còn nếu không, những phần thuộc về thế gian pháp nằm đây nó sẽ vượt trội lên. Như vậy chúng ta thấy rằng là các cái lộ nghiểu khi nó diễn ra thì có cái lộ ý nối kết, là bởi vì cái hoạt động của lộ ý là cái hoạt động chính. Bây giờ chúng ta sẽ tìm thấy cái chính của nó đây. Chú dạy có nói là khi cảnh ngũ xuất hiện rõ ràng nói năm vật, lập tức chúng cũng xâm nhập vào ý môn, giống như con chim đậu cành cây, bóng của nó chiếu xuống mặt đất. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần chú giải này đó nói như vậy là sao. Xin lặp lại nha. Khi cảnh ngũ xuất hiện rõ ràng nơi năm vật, chúng ta nhìn đây, căn, môn và vật. Căn là khi nó ở cái thế thụ động, thí dụ như con mắt chúng ta, mà chúng ta mô tả nó là có cái phần, cái thần, cái phần mà thuộc về cái thị giác và cái phần thần kinh thị giác, sắc thần kinh đây. Thì cái đó là nó ở cái trạng thái thụ động của nó, tôi gọi là căn. Khi mà con mắt của mình á là muốn nhìn cái gì đó thì nó phải mở cửa con mắt ra, thì lúc đó tôi gọi bằng môn. Còn khi mình đang nhìn để cho cái đối tượng này nè nó giao lưu qua lại đây thì cái lúc đó gọi là vật. Đó là lúc đó cái tâm ý nó đã phát sanh và nó đi con đường từ cảnh cho tới cái căn mắt. Và căn mắt này mở cửa rồi nó thành môn. Bây giờ nó đang hoạt động thì nơi đây người ta gọi là trần cảnh và vật. Vì rõ này chưa?
Cho nên ngũ vật thì có nghĩa rằng cái ngũ căn này nó đang hoạt động, thì nó gọi là chữ vật. Khi cảnh ngũ xuất hiện rõ ràng nơi năm vật, tức là nó rõ ràng nơi các cái ngũ căn của mình đó, lập tức chúng cũng xâm nhập vào ý môn. Mà cái chữ ý môn đây đó, tức là nơi đây nè, chúng ta thấy ý vật nha, có ý vật nha, và có ý môn. Mà ý môn này đó chính là hậu kiếp đây. Nó xâm nhập vào hậu kiếp. Như vậy cái lộ ngũ này, chúng ta nhìn đây nha. Khi cái cảnh nó chiếu xuống thì chúng ta thấy rõ ràng nó chiếu xuống cái dòng hậu kiếp. Đây là cái cảnh. Khi nó chiếu xuống thì nó phải chiếu xuống với cái dòng hậu kiếp đây. Thì khi chiếu xuống cái dòng hậu kiếp này đó, mà cái nó chiếu được rồi đó, thì nó mới có hậu kiếp vừa qua. Rồi tiếp theo đó mới có hậu kiếp rúng động. Và tiếp theo nữa nó mới có cái hậu kiếp dứt dần. Đây. Nó cắt cái dòng hậu kiếp này thì cái lộ ngũ nó mới khởi sanh lên được. Đây. Nó chiếu vào đây, nó cắt. Nó cứ chiếu vào. Cái hậu kiếp này nó cứ chiếu vào. Nó cứ chiếu vào. Cho đến khi mà nó chiếu được rồi đó, giống như cái người cảnh sát họ giơ cái cây họ vẫy 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 thế này, thì cái người tài xế mà thấy được rồi á, thì khi mà thấy được rồi thì nó sẽ có cái hậu kiếp vừa qua. Thì thấy được rồi thì người tài xế mới đạp cái thắng. Khi đạp cái thắng là nó mới rúng động, hiểu không? Thì dứt dòng thì thắng thì xe phải ngừng lại, nhưng chưa ngừng liền nó có lết bánh. Lết bánh là nó dứt dòng. Mình đạp thắng rồi thì tức là cái xe phải ngừng lại, nhưng mà vì cái trớn nó mạnh quá cho nên nó phải một sát na nữa nó mới dứt dòng. Và khi dứt dòng như vậy đó thì cái kháng ngũ môn này nó mới tiếp tục được. Thì như vậy chúng ta đã thấy là cái lỗ ngũ này nó đã xâm nhập vào trong hậu kiếp. Và hoạt động của tất cả các cái lỗ ngũ á, thì để nó cắt cái dòng hậu kiếp đang trôi chảy, mà nó hoạt động theo cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân của nó, là bao giờ nó cũng có xâm nhập vào trong hậu kiếp. Và khi xâm nhập vào trong hậu kiếp này đó, chúng ta sẽ thấy nó xâm nhập hai lần. Xâm nhập cái lần thứ nhất là để cắt cái dòng hậu kiếp đây, thì chúng ta đã thấy cái đoạn đầu của nó rồi. Và nó cắt cái này á, là mấy lần trước sư cô cũng có giảng rồi. Khi nó cắt cái chỗ này này, là nó cắt tiền kiếp. Đây là cái dòng chảy của tiền kiếp. Nó cắt ngay. Dòng chảy của hộ kiếp chính là tiền kiếp. Nó cắt ở chỗ này. Nó mới nối cái phần của hiện tại là phần của hiện kiếp vào đây. Nó đi từ đây. Và nó hoạt động. Cho đến cái chỗ này nè. Cái phân đoán này nè. Phân đoán này. Cái thực chất nó nằm đây. Phân đoán nó nằm đây. Đây. Nó thuộc về cái kháng ý môn đây. Nằm ở cái phần số 17 của cái tâm vô nhân đây. Thì như vậy cái kháng ý môn này, cái kháng ý môn này đó, chính là khi nó mở đầu cho cái lộ ý, thì nó bắt đầu từ đây. Thay vì để phân đoán thì nó để là kháng ý môn. Thì như vậy cái kháng ý môn này nó cũng nhập vào trong cái hộ kiếp. Trước khi mà nó ứng xử, nó phân tách, nó phán đoán, thì tất cả những phân tách phán đoán đó nó đều cấm vào trong cái dòng hộ kiếp. Khi nó cấm vào dòng hộ kiếp thì khi nào cái phân này nè mà đưa vào đây, thì rõ hơn đưa vào đây,
Thì khi nào nó là pháp thiện thì nó gọi là như lý tác ý. Còn khi nào nó cắm vào cái phần pháp bất thiện thì nó gọi là phi như lý tác ý. Nó dẫn dính vào trong cái tập khí, dẫn dính vào trong cái thói quen của mình. Nó đi như thế. Nó xâm nhập vào trong cái hồn kiếp, nối lại tiền kiếp. Hay rõ hơn là tất cả những cái ứng xử của mình đều nằm trong tập khí của mình, đều nằm trong cái tánh tình của mình. Tánh tình của mình có hai tập khí, một cái tập khí tốt, một cái tập khí không tốt. Thì hằng ngày đó, tất cả sáu cái nhánh, xin lỗi, năm cái nhánh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi mà nó khởi sanh lên thì nó đều cắm vào trong cái một trong hai tập khí này. Và cái thứ sáu là cái ý thì nó cũng cắm vào đây, bởi vì nó cũng phải cắm vào hồn kiếp, nó cắm vào đây. Như vậy dẫu cho nó đi bằng năm cái con đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là đi con đường rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn là cái con đường của ý, thì tất cả đều nối kết vào trong hồn kiếp. Vì thấy cái lộ ngủ không? Nó nối kết trước khi nó đến. Và khi nó làm xong cái phần nhiệm vụ mà gọi là thủ tục tiếp rước của nó rồi đó, thủ tục tiếp cận của nó, bởi vì nó tiếp chậm cho nên nó phải qua cái công ty này, phải qua nhiều giai đoạn nó mới tới cái ông giám đốc này. Và nó có cái người đi ra tiếp nhận, tiếp nhận đây à, đi nguyên cái con đường này rồi cuối cùng nó mới tới đây thì ông giám đốc đây mới quyết định. Thì nó đi chậm hơn cái lộ ý, bởi vì lộ ý nó bắt đầu từ cái chỗ mà kháng ý môn nằm chỗ phần đoán này, còn cái này nó bắt đầu chậm hơn. Nhưng mà tới đây thì quý vị thấy cái nguyên tắc của nó vẫn cắm vào trong hậu kiếp, nghĩa là nó vẫn nối kết. Cho nên khi mình không có hiểu rõ cái điều này đó thì mình sẽ mắc cái bệnh, nó gọi là cái bệnh đổ thừa. Tôi đâu có vậy tại hoàn cảnh mà. Tôi đâu có ý muốn nói vậy, tôi đâu có ý muốn làm như vậy. Không biết cái lúc đó nó có cái gì nó ám tôi, cái gì nó giục tôi đó, hoặc là người ta làm quá tôi chịu không nổi, thành ra tôi mới phản ứng như vậy. Nhưng cái đó là chúng ta đang bị một sức ép, chúng ta đang bị một sự ngăn che. Nhưng thực chất cái phần này nó vẫn hoạt động. Vì phước báu chúng ta kém, cho nên là khi những cái áp lực đó nó xảy tới thì nó làm cho cái phần tệ hại nhất của chúng ta nó được câu thông. Câu thông ở cái phần đó, nó không câu thông ở phần tốt, vì phước mình không đủ. Nhưng mà có những người ta bị một cái sức ép, một cái lực mạnh vậy thì cái phản ứng ta lại ngược lại. Ta đi vào con đường tốt mà ta không đi vào con đường xấu. Phước báu nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chúng ta thấy đó, có những cái đứa trẻ nó sinh ra trong một cái gia đình mà cha mẹ nó là không có cái điểm nào có thể chấp nhận được hết. Cha mẹ là bài bạc, thói ăn chơi không thiếu gì cả, nhưng nó lại ra khỏi được cái môi trường này, nó lại đi vào con đường thiện được. Mặc dù nó sinh ra trong quế nhiễm, nó lớn lên trong quế nhiễm, nhưng mà nó thấy những cái điều đó. Nó nhìn thấy đây, nhìn thấy những cái tệ hại trong gia đình đó, nó biết đây là tệ hại và nó thoát ra. Còn khi nó thiếu phước á thì nó thấy cái tệ hại này là đương nhiên phải như vậy rồi. Ba má như vậy thì mình sống vậy không có gì để bàn cả, không có gì để nói cả. Và nó chìm khuất vào trong này luôn. Cho nên không phải rằng tất cả những hoàn cảnh xấu đều làm con người ta xấu. Những cái hoàn cảnh xấu mà mình phải sống trong đó, nó là một cái áp lực rất là mạnh. Nhưng nếu cái phước báu của mình, phước thiện và phước trí mình mạnh thì mình thoát. Còn không có thì mình phải chìm. Chìm cho đến bao giờ mình nhận ra được thì mình mới ngồi lên. Nên vì cái lẽ đó mà nhà Phật luôn luôn hướng chúng ta đi vào con đường thiện trí.
Và chỉ có cái thiện và cái thiện trí đó nó mạnh ở trong tâm chúng ta đó, nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chúng ta mới nói là do cái căn lành mà mình thoát được. Chính ra là cái sức mạnh của thiện và thiện trí, hay nói rõ hơn á, là cái năng lượng lành nơi mình rất mạnh, và chừng đó nó ứng xử. Và cái năng lượng lành này nó sẽ cứu mình trong mọi hoàn cảnh lâm nguy. Sóng thần xảy ra, người ta chết có người không chết. Một cái tai nạn thảm khốc trên cái xe đó, có người chết có người không chết. Có người đó chỉ xây xác rất nhẹ. Chiến tranh, người ta đi vào trong cái chỗ mà lửa đạn như thế đó, có người vẫn còn nguyên vẹn để trở về. Đó là phước báo. Đó là giới thứ nhất, nhiều đời nhiều kiếp. Không những người ta giữ giới mà người ta có hành giới, cho nên người ta đi trong tên bay đạn lạc mà người ta vẫn bình yên. Còn có những người không ra chiến trường vẫn chết vì súng đạn. Có những người không cầm dao chém giết ai nhưng vẫn bị người ta đâm cho chết mà không phải thù oán gì hết. Đó, tất cả những cái đó là đây. Cho nên việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, là việc ác dù nhỏ mấy cũng không làm. Bởi vì nó tích lũy thành một cái năng lượng. Và cái phước mà chúng ta sinh ra làm người đây đó, là chúng ta đã tích trữ cái năng lượng lành này nhiều lắm rồi, lớn lắm rồi, không phải dễ mà có được đâu. Mà nhất là bây giờ đó, mình lại được tiếp cận với lại chánh pháp, thì cái phước này nè lớn lắm, nó làm cho cái kho trí văn của mình, nó giúp đỡ cho cái trí tư của mình, và nó trợ duyên cho cái trí tư của mình. Và cái này không ai cho. Cái này chúng ta đã đi từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Và làm sao mà chúng ta gìn giữ được cái này? Và cái gìn giữ của chúng ta nằm ở chỗ tiết chế. Cho nên quý vị thấy ở trong cái phần chi pháp này đây, cái mà chúng ta gọi là giới đó, thì đây dùng chữ tiết chế. Giới là ngăn chúng ta lại, có một cái điểm dừng, biết cái chỗ nào là cái chỗ ngừng lại. Cho nên khi mà cái tâm mình nó phóng dật á, thì nó không có điểm dừng, không biết chỗ nào nó dừng lại hết. Và nó đi theo cái gì? Nó đi theo cái nghiệp cảm, nó thuộc về cái thọ hưởng của mình. Mắt mình nhìn thấy cái gì đẹp đó, tức là chúng ta sẽ bị cái cảnh đó nó quyến rũ, và nó có một cái lực hút, thì mình đi theo cái lực hút đó, không thấy cái điểm định, không thấy dừng lại. Và nó có cái điều lạ lùng thế này, cái khi mà cái lực hút của nó, tức là cái lực quyến rũ của các cái cảnh này rất là mạnh mẽ, thì nó sẽ thu hút cho mình hướng về đây. Mình đi đến đây, mình tìm đến đây và mình gắn bó ở đây. Và khi như vậy đó, là mình sẵn sàng để nô lệ cho tất cả những thứ này. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang đắm chìm trong tham dục. Và cái con đường mà cái khuynh hướng do cái sự quyến rũ này lôi kéo chúng ta, và chúng ta đi tới mãi không có ngừng lại, không thấy cái điểm dừng đó, nó chính là si. Mà trong cái đời thường đó, người ta sẽ nói rằng đó là cái niềm đam mê không có thể dứt ra được. Chúng ta thấy không? Thấy chữ mê không? Có nghĩa nó đâu có tỉnh được, nó đâu có cái thiện và thiện trí để soi sáng được. Cho nên mê rồi, mê nó thành mê muội. Và khi cái tâm chúng ta mà bị cái si nó khống chế đó, thì nó sẽ muội lược, tức là nó sẽ suy yếu, nó nhiễm bệnh, mà nó không có cái năng lượng lành này xuất hiện, cho nên nó càng lúc nó càng yếu. Nhưng
nó có cái sự dữ dằn, nó có cái sự mạnh mẽ, nó có cái sự quyết đoán của hai cái pháp mà nó gọi là vô tàm và vô quý. Cho nên là si thì nó đi với vô tàm vô quý, và nó không có điểm dừng trở lại, cho nên nó gọi là phóng dật. Si vô tàm vô quý, phóng dật không có điểm dừng. Còn tất cả những thiện và thiện trí này đều có điểm dừng. Như vậy khi chúng ta thọ hưởng cái gì, chúng ta đang thọ hưởng cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta ngắt đi. Cho nên là trong cái thảo thiền viện đó, có một cái vị sư đó lên trình pháp. Vị nói là khi mà dùng cơm xong thì người ta mới bày ra một cái, người ta dâng lên mấy cái quả chuối. Thì vị này bóc một cái quả chuối ăn rồi, và cũng thấy rằng là vậy là no rồi, vừa đủ rồi. Nhưng mà chuối ngon quá cho nên thò tay mới cầm một cái trái chuối nữa. Thì lúc đó bởi vì cái phước á, là nó lúc đó nó đã thấy cái bụng mình no rồi, thấy vừa đủ rồi. Nhưng mà cái tham muốn là bởi vì cái vị nó và cái hình sắc của nó rất là hấp dẫn, cho nên là vị này mới thò tay lại. Khi mà cái động tác nó điều khiển làm cho cái tay mình thấy đó, làm tay mình lấy cái đó, thì vị này thấy một lần nữa, thấy một lần thứ hai nữa, cho nên để cái trái chuối xuống. Thành ra cái hành trì của mình là như vậy. Mình phải hiểu là cái tập khí của mình cực kỳ mạnh, và nó chỉ có tới, nó không có lùi. Khi mình thấy thì mình cắt nó, rồi mình phải thấy nữa để cắt nó, thì nó sẽ dừng lại. Ngay cả cái khi mình đọc sách, cái thiền mà đọc sách á, thì khi mình đọc sách á, thì cái tâm của mình nó phải nội trú trong cái nội dung đó, thì nó mới có thể hiểu được. Nhưng cái nội trú trong nội dung đó với cái chìm đắm trong nội dung đó, hai cái đó phải tách ra. Cho nên khi mình thấy mình chìm đắm trong đó rồi, mình thấy rồi, ngưng lại chỗ đó, và phải bắt đầu lại cái tâm của mình. Thì đó là thiền trong lúc mình đọc sách, nó rất là vi tế. Và những cái đó nó sẽ rèn luyện cho mình cái gì? Rèn luyện cho mình biết điểm dừng. Cái điểm dừng đó khi mình thấy biết, và mình đừng tưởng rằng mình có thể yêu cầu mình chánh niệm không. Thì khi nào cái thiện nó khởi sanh, thiện trí khởi sanh, thì chánh niệm nó có mặt. Và khi nó làm công việc đó, có khi mình sẽ hành trì được chánh niệm trên chánh niệm, tức là mình thấy mình đang chánh niệm, gọi là chánh niệm trên chánh niệm. Đó là cái pháp hành tứ niệm xứ, nó rất là vi tế. Tức là mình thấy mình đang chánh niệm, thì cái đó là chánh niệm trên chánh niệm. Và cái này đó, nhờ cái khảo sát đó, nhờ cái khảo sát đó mà nó dần dần á, cái tâm của mình á, mình sẽ được một cái năng lượng đó, là nó mạnh hơn lên. Rồi thành ra đó là trong cái hoạt động mình á, thì phần lớn á là nó chìm trong cái thất niệm. Nhưng mà khi nó có cái chánh niệm rồi đó, thì nó lại tiếp theo cái chánh niệm nữa. Và mình hiểu như vậy, mình biết vậy, mình giữ cái tâm của mình nó vững bình như vậy, thì cái chánh niệm nó tăng trưởng. Đây là cái điều mà sư cô sẽ nói là những cái vị mà đi những cái khóa thiền thường xuyên, mà khi mình nỗ lực nhiều quá đó, có khi trở về đó là nhiều khi nó ngán, là bởi vì mình có sự bức bách ở bên trong. Sự bức bách này bắt đầu bằng cái nhiệt tình của mình, bắt đầu bằng cái mà mình nghĩ rằng đây là cái thời gian mình phải nỗ lực tối đa để làm thế nào mình có thể chánh niệm được. Và mình đó muốn đặt mình vào trong cái kỷ luật, và mình muốn là ngày lẫn đêm đó mình làm đúng y như thế. Giống như mình kiềm thúc sự cố gắng khác, còn cái sự kiềm thúc khác, hai cái đó phải phân biệt.
Chúng ta luôn luôn cố gắng nhưng không kiềm thúc. Mà kiềm thúc là nó bệnh. À, nó là như thế. Cho nên là chúng ta cứ tạo, mình giữ cho cái sự quân bình ở trong tâm. Mình luôn luôn thư giãn, luôn luôn nói với mình phải thấy cái điểm dừng của mình. Và chúng ta tập những cái điểm dừng đó thì từng bước một đó thì cái chánh niệm của mình nó mạnh hơn. Chứ không phải là mình ngồi trên cái bồ đoàn để mình thiền thì cái lúc đó mới có chánh niệm không. Chúng ta hãy tập cả hai. Tức là chúng ta vừa đi những cái khóa thiền mà chúng ta về chúng ta vừa ứng dụng trong cái đời sống. Bởi vì cái đời sống nó chiếm lĩnh mình nhiều quá. Do cái phước về thiện của mình thiếu, cho nên là mình phải làm việc. Bởi vì ăn mặc ở bệnh thì phải vậy thôi. Nhưng mình biến cái phước thiện này nó thành phước trị. Chúng ta vừa làm công việc ở trong nhà, chúng ta làm mọi thứ mà trong cái đời thường chúng ta đi trên mặt đất thì chúng ta phải vậy. Phải tắm, phải giặt, phải nấu ăn, nấu uống, phải dọn quét, phải lau chùi, cầu tiêu, phải làm tất cả mọi thứ. Thì đó là cái đời thường, nhưng chúng ta định hướng nó là thiện. Và chúng ta đây đó, nhìn thấy tất cả những cái việc của chúng ta làm, tâm chúng ta ra sao, phản ứng chúng ta ra sao, thì chúng ta đã nâng lên con đường của thiện trí. Là vì tất cả những cái hoạt động của lộ ngũ và tất cả những hoạt động của lộ ý đều chiếu xuống hậu kiếp, đều chiếu xuống cái tập khí của mình và đều nối kết trong cái tập khí. Và chúng ta nghe chú giải nói tiếp một cái câu nữa. Thì đây xin đọc lại câu này lần nữa để chúng ta nói là khi cảnh ngũ xuất hiện rõ ràng nơi năm vật, tức là nơi cái ngũ căn đang hoạt động, thì lập tức chúng cũng xâm nhập vào ý môn. Và đây cái câu này là cái câu sư cô sẽ viết lên bảng và chúng ta sẽ xem xét đây. Giống như con chim đậu cành cây, bóng của nó chiếu xuống mặt đất. Vì trên này cái bảng thiếu cho nên là sư cô viết thắt. Giống như con chim đậu cành cây, bóng của nó sẽ chiếu xuống mặt đất. Chúng ta gạch dưới những chữ con chim, và nó cành cây, bóng và chiếu xuống mặt đất. Đó là những cái từ ngữ chúng ta ghi đậm. Thì con chim đây đó, thì chúng ta đang nói về cảnh, tức là năm cảnh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cành cây đây là căn, tức là ngũ căn. Ngũ căn, ngũ căn đây là đang hoạt động thì chúng ta gọi nó là vật, năm vật. Và cái bóng của nó, bóng của nó tức là bóng của nó, tức là cái cảnh này. Cảnh này còn gọi là cảnh lực đây. Cảnh lực của nó chiếu xuống hộ kiếp. Chúng ta nói cảnh đây, nó có một cái sức tác động, chúng ta gọi là cảnh lực. Hay là chúng ta nói các cảnh này nó đều có một cái hấp lực, nó đều có một cái khả năng quyến rũ của nó. Cái hấp lực, cái khả năng quyến rũ này chính là cái cảnh lực nó chiếu, nó chiếu xuống cái dòng hậu kiếp. Đây, đây, cái bóng của nó tức là cái cảnh của nó chiếu xuống cái dòng hậu kiếp. Và cái mặt đất này có nghĩa là ý môn.
hay nói rõ hơn á là đây là hộ kiếp. Đầy đủ hơn thì chúng ta nói đây là dòng hộ kiếp. Như vậy chúng ta nói lại nè, giống như con chim đậu cành cây, bóng của nó chiếu xuống mặt đất. Có nghĩa là con chim này á là năm cái cảnh, nó là cảnh, nó thuộc về năm cảnh: cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là năm cảnh. Và đây là năm căn, cành cây này là năm căn, năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là căn. Ở đây là cảnh, khi nó hoạt động thì năm căn trở thành năm vật, năm căn trở thành năm vật. Và cái bóng của nó tức là cái cảnh, gọi là cái cảnh lực, tức là tất cả những cảnh này đây, những cảnh thuộc về cái bộ ngũ đây, những cái cảnh này nó sẽ chiếu vào trong cái hộ kiếp đây, nó chiếu vào trong hộ kiếp. Và nó chiếu xuống cái mặt đất thì cái mặt đất này chính là hộ kiếp. Hay rõ hơn, đây là cái dòng hộ kiếp trôi chảy. Như vậy, tất cả những gì mà chúng ta tiếp xúc bằng năm cái nhánh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì tất cả những cái đó cuối cùng rồi nó là gì? Cuối cùng nó vẫn nối kết trong cái tập khí của mình, không có đi ra được. Như vậy chúng ta sẽ tiếp nhận nó bằng tập khí, nó xâm nhập vào trong hộ kiếp, có nghĩa rằng nó nối, và chúng ta tiếp nhận nó bằng tập khí của chính mình. Như vậy trong cái đời sống chúng ta, tôi sống đây, chúng ta ăn uống nghỉ ngơi, tiếp xúc chuyện trò giao tế, ứng xử vân vân, tất cả đều đi trong tập khí đi ra. Hay nói rõ hơn là tất cả những cái gì ở bên ngoài mà chúng ta câu thông lại thì đều câu thông bằng tập khí của mình. Tại làm sao mà nguyên một cái lớp cả trăm người đây mình chỉ thân có một người? Bởi vì nó có nằm trong cái dòng hộ kiếp, nó đã trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay. Đây là người cũ gặp lại, không có tình cờ. Tình cờ là mình nói cái nhân gần là nó tình cờ thôi, chứ còn cái chuyện người ta ăn ý lẫn nhau trong số trên cả trăm người đây mà mình chỉ có một người bạn ăn ý nhất của mình, thì khi mình nối kết thành cái người bạn thân của mình đây là đã gặp nhau, tiền kiếp đã trở lại ngày hôm nay. Và tất cả những gì mình ứng xử với cái người thân đó chính là những tập khí cũ đã sống lại cộng thêm với những cái mới trong hiện kiếp này mà thôi. Và cho đến một cái lúc nào đó thì nó đôi ngã đôi đường đi ra đây. Và tiền kiếp nó cũng như thế đấy. Bởi vì người ta rất khó mà thay đổi. Người ta chỉ thay đổi khi nào người ta có hành trì thuộc về chánh niệm tỉnh giác. Khi nào nơi cái người đó trí văn, trí tư và trí tu đó càng ngày càng mạnh mẽ thì mới nói đến sự thay đổi. Còn không, dòng tập khí vẫn trôi chảy. Và nó sẽ đi thế này đây. Đi như thế đâu. Cho nên đó, từ kiếp này sang kiếp khác đó, đại phước báu chúng ta mới đi bằng từng bậc tam cấp. Có một cái vị thánh ni tên là Sutkhat, thì cái vị này có cái phước báu đi từ bậc tam cấp. Nên là cái vị thánh ni này nhiều kiếp là nam hay nữ gì đó, là cũng là cái người tinh thông về giáo pháp, và kiếp nào cũng là một cái người giáo thọ sư về tam tạng kinh điển, cho đến kiếp chót thành tựu cũng nằm trong tam tạng kinh điển. Đó là cái phước báo cực kỳ lớn để đi từng bậc tam cấp. Còn phần lớn á là chúng ta chịu cái ảnh hưởng của những cái tập khí này nó quá mạnh, cho nên nó đưa chúng ta đi những cái bước thăng trầm.
cái đứa con nhỏ của mình. Người cha muốn dạy nó nhưng mà vụng về. Vụng về ở chỗ đó, sao mình nói nó không nghe. Cho nên bây giờ là chỉ có đánh nó thôi chứ không có cách nào khác. Và càng đánh nó càng ly. Thì như vậy cái người cha nó muốn khống chế cái đứa nhỏ bằng bạo lực. Và khi khống chế bằng bạo lực có nghĩa rằng người nào sử dụng cái vũ khí bạo lực là người đó yếu đuối về tâm. Và khi lỡ tay làm chết cái đứa nhỏ này. Thì như vậy chúng ta thấy nè, cái khởi đầu bằng cái muốn tốt đẹp cho đứa con. Nhưng mà cái bước thứ hai á, cái muốn tốt đẹp cho đứa con nó không nằm ở cái chỗ thiện lành, mà pháp thiện này nó duyên với pháp bất thiện. Cho nên nó nghĩ rằng đó, con của mình không thể để nó hư như vậy. Và con của mình thì mình có quyền đánh, mình dạy bảo nhất. Con của mình phải như thế này, thế như kia. Thì nó đi vào cái bước thứ hai. Cho nên là khi mà cái nộ khí nó lên cao rồi đó, thì hai cái pháp này, cái tham sân si này nó cực mạnh trong cái tâm thức của người cha. Và như vậy thì mới gọi là lỡ tay trong lúc nóng giận mà làm cho con mình chết. Nhưng thật sự ra một cái chuỗi hoạt động ở trong tâm đó, nó vừa tham vừa sân, vừa tham vừa sân, mà nó bị che khuất hết. Cho nên nó tạo cái ác nghiệp này trở lại. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là cái phần này của người này nó sẽ dày lên, và cái phần này trên này nó bị xóa bỏ, ác nghiệp nó tạo ra. Thành ra cái phần này nó còn lại rất là mỏng manh. Khi con chết rồi mới giật mình. Và cái khi đó, đó cái dằn xé trong tâm nó vẫn là pháp bất thiện, không thoát ra được, không phải dễ gì thoát ra được. Nó chuyển nha. Chúng ta nhớ nè, pháp thiện này nó có thể duyên với pháp bất thiện, và pháp bất thiện này có thể duyên với pháp thiện. Nó đi bằng con đường duyên. Nó nói nha, nó kết lại trong tâm. Thành ra đó, chúng ta thấy những cái hoạt động thuộc về tâm của chúng ta nó biến động rất là nhanh, nó thay đổi rất là nhanh, nó vận hành rất là nhanh. Tất cả đều là nhanh, tất cả đều là linh hoạt, tất cả đều là khôn lường. Nhưng mà cái giềng mối mà chúng ta bị chi phối đó chính là hai cái dòng nghiệp thiện và bất thiện chúng ta tạo tác. Và hiện tại nơi cái sắc pháp mà chúng ta là một cái con người A, con người B đây, thì cái dòng nghiệp này nó vẫn hoành hành ở trong tâm. Cho nên chỉ có pháp bảo đó mới giúp cho chúng ta đó biết, để mà khi những cái pháp thiện này nó khởi lên này, chúng ta sẽ làm cho cái phần mà niệm này nè được nhìn thấy rõ. Và cái đó chính là cái thoát. Nên đạo Phật dạy chúng ta thoát khổ bằng con đường của thiện trí. Thiện trí này thuộc về trí tuệ tâm linh mới đưa đến thoát khổ. Không có con đường nào khác. Cầu nguyện làm chúng ta dịu mát xuống một chút, nhưng không thoát đâu. Bởi vì trí này nó mới là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa được. Nó mới giải được trong tâm chúng ta đó, nhân quả gì mà làm chúng ta đây phải bối rối đây, nhân quả gì mà nó đang kềm thúc chúng ta đây, nhân quả gì đang trói buộc đây, nhân quả gì đang giam hãm đây, nhân quả gì mà làm cho chúng ta suy sụp trong tâm đây. Giải ra rồi. Bằng cái gì? Bằng thiện trí. Và con đường đầu tiên và đơn giản nhất, hãy quan sát nó, hãy nhìn thấy nó, hãy cứ xem nó, cứ quan sát nó, thì chúng ta mới ra được. Và tất cả những này chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải có phương pháp. Bằng không chúng ta bỏ tay. Như vậy đừng tưởng những gì mắt thấy tai nghe rồi nó sẽ trôi qua. Không, nó nằm trong cái dòng khổ kiếp này. Nó làm cho tăng trưởng cái pháp trắng, hoặc nó tăng trưởng cái pháp đen. Nó xâm nhập vào trong cái lỗ ý mà.
Và khi nó đi vào cái lộ ý thì nó là cái phần mênh mông, cái phần lớn lao và cái phần sâu nhất, cái phần khó lấy ra nhất. Nó không nằm hời hợt ở bên ngoài mà nó gắn vào bên trong. Bởi vì đằng trước nó là lộ ngộ thì nối tiếp theo sau nó là lộ ý, để nó đi sâu vào bên trong. Và khi nó đi vào lộ ý có nghĩa là nó đã làm cho cái dòng hộ kiếp này, những cái phần trắng và những phần đen nó được phong phú hơn lên, tùy theo cái sự tiếp nhận của mình. Thì vậy chúng ta thấy rằng là mắt mình nhìn thấy gì thì phải có sự tiết chế, tai mình nghe cái gì mình thấy mình đang mê cái đó, chỉ cần mình thấy mình đang mê là nó giảm rồi. Thấy nữa không? Nếu mình thấy nữa, mình hỏi tại sao phải mê đắm vào đây? Hỏi nó đi rồi nó sẽ dừng lại. Mình ăn cái món ăn này, mình đang thích thú, mình biết đang thích thú đây. Nhưng mà mình á, dùng cái cảm thọ đó mình nhìn thấy là cái bụng mình ở đây chưa? Nó đầy rồi mình phải hỏi tại sao bụng đã no rồi mà muốn ăn nữa. Mình thỏa mãn cái sự thặng dư phải không? Làm giàu cũng là thỏa mãn sự thặng dư. Người ta chết vì chỗ thặng dư, không ai chết vì chỗ vừa đủ. Phải nói với nó như vậy. Nói với nó như vậy để nó nghe mà nó tỉnh thức ra nó mới ngừng lại. Còn không, không bao giờ nó ngừng lại cả. Mà nếu như chúng ta muốn đối thoại này mà chúng ta thiếu cái trí văn, chúng ta thiếu cái trí tư thì chúng ta bó tay. Cái bà mẹ có cái thằng con trai 7 tuổi nó đi học. Thì bà mẹ mới nói vậy: con đem bài lại ngồi gần má học. Thì thằng nhỏ đem bài lại ngồi gần má học. Nó mới nói: má ơi má, mà trong cái bài này nó viết cái này nghĩa là cái gì vậy? Thì ba nói: mày coi trong đó mày biết chứ, chuyện ai nấy lo chứ. Nó nói: nhưng mà con không biết, má phải giải thích cho con. Mà hai mẹ con cứ thế mà nói, tại vì cái nguyên nhân căn bản là bà không biết chữ. Mà hai má con ngày nào cũng cái điệp khúc đó. Tại vì bà không có, bà muốn là cũng như để con nó ngồi gần mình mới kiểm soát mình cho nó học. Nhưng mà nó học nó nói cái gì thì không biết được. Nó nói thì má coi, má đọc cho con đi rồi má giải thích cho con. Bà nói thì cái chuyện của mày coi tao mắc mai giá, không có điều ra như thế. Thì khi đó mình đối thoại trong tâm của mình mà mình thiếu cái phần trí văn trí tư thì cũng thế thôi. Bây giờ mình làm mẹ mà mình muốn con mình nó học hành, nhưng mà bây giờ mình không có giúp nó được cái gì cả. Thì cái tâm mình cũng vậy, khi mình đối thoại đó mà mình không có cái vốn liếng thì mình không giúp nó được cả. Mà mình giúp nó bằng cái gì? Giúp nó bằng tập khí. Thì thấy rõ chứ. Cho nên khi mình tu mà mình không đi ba cái con đường trí văn và trí tư này thì mình vẫn chìm trong tập khí, đúng không? Tất cả các cái lỗ đều đi vào trong tập khí. Thì xin lặp lại một lần nữa đó. Thì cái lộ ngũ này nó giống như một cái duyên cớ ban đầu. Và cái lộ thứ hai, lộ thứ hai trong cái lộ ý tiếp theo đó, là nó là cái quả của cái lộ thứ nhất. Và như vậy nó cũng tiếp nối giống như cái dòng này nó đi nhân quả đó. Nơi đây đó, nó là cái nhân. Và khi nó diệt rồi đó, nó làm duyên để tạo cái thứ hai là cái quả. Và cái này nó là nhân cũng là duyên, nó tạo ra cái này, cái quả. Cái này nhân cũng là duyên tạo ra cái quả. Cho nên các pháp vận hành theo con đường nhân quả. Thì bây giờ khi chúng ta tính từ cái lỗ ngũ mà chuyển sang tất cả lỗ ý, con đường nó cũng là con đường của nhân quả. Và nó đi bằng bất cứ một cái nhánh nào, một cái đường lối nào, cái cách thức nào, thì rồi cuối cùng nó cũng đi về cái dòng tâm thức của chúng ta, đi vào trong cái tập khí chúng ta, và nó cũng nối kết ở trong cái hộ kiếp mà thôi. Những cái hoạt động mà thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì cuối cùng nó cũng là
kết nối với cái dòng hậu kiếp. Chúng ta nhớ vậy. Thì như vậy cái dòng tâm thức chúng ta có 5 cách nó vận hành, nó di chuyển tới lui bằng 5 con đường này. Và cái con đường rộng lớn nhất, mạnh mẽ nhất vẫn là lộ ý. Cho nên cái lộ ý nó có đi cái lộ ý thuần túy, có cái lộ ý nối tiếp theo lộ nguyện. Và cái lộ ý thuần túy này hết sức là mạnh mẽ. Và cái khả năng của nó là nó có thể tiếp cận luôn trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và cái khả năng lớn nhất, mạnh mẽ nhất là nó có thể đi vào trong cái gọi là cái bắt những cái cảnh mà chính các cái vị hành giả khi mà tu tập đó, đến một cái mức độ nào đó thì người ta bắt được những cái cảnh giới trong sạch nhất. Và như vậy để mà chúng ta có thể nhận ra được những cái lộ đang hoạt động này đây đó, thì chúng ta phải có một cái phương pháp, phải có một cái cách thức, phải có một cái phương tiện. Thì cái phương tiện này đó, trong chú giải có nói á, nó có 2 cái phương tiện. Cái phương tiện thứ nhất nó là cận định, và cái phương tiện thứ hai nó là định. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cận định hay là định đi nữa thì nó cũng chính là thượng trí mà thôi. Thiện trí nó nằm ở nơi cái chỗ thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nằm ở chỗ đó. Thì cái gì sẽ đem đến cho chúng ta cái nền tảng đi đi vào định? Thì như chúng ta biết là con đường tu tập của chúng ta là đi con đường giới, định và tuệ. Vì vậy chúng ta đây là người cõi dục, lấy giới làm đầu, không có cái gì khác thôi. Như vậy 5 giới này chúng ta cần phải học rất rõ, rất kỹ, và luôn luôn trong tâm của mình nó tự nhắc nhở của mình, tự nhắc nhở cho mình biết bằng cách mình nói nhân quả với nó. Bây giờ giới thứ nhất mình gieo xuống nhân quả ra sao, giới thứ hai nhân quả ra sao. Và như vậy nó có 2 phần, một cái phần nó là thụ động và một cái phần tích cực. Hay nói rõ hơn đó là trong giới chúng ta có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta thọ giới, khi chúng ta quy y. Và cái người quy y nói rằng là bây giờ đó là tính nữ hay thiện nam này đó, là khi mà quy y rồi thì bây giờ thọ giới đó thì phải đọc theo: con cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì cái khi mình lặp lại đó là mình thọ giới. Thì khi mà xong rồi thì cái người ta quy y cho mình đó, vị thầy quy y mới nói rằng bây giờ có giới rồi thì phải ráng gìn giữ nha. Thì như vậy mình không phạm 5 giới này, thì cái đó là giữ giới. Thì cái đó là cái mặt thụ động. Rồi cái mặt tích cực là hành giới. Hành giới. Ví dụ như trong giới thứ nhất, trong thời gian thứ nhất là cái giới sát. Thì khi trong giới á, nói cái cấp độ cao nhất, cấp độ cao nhất là cái sát này đó, nó nằm trong tâm sân. Và cái sân này nó thuộc về sân ác, và nó có sân độc và nó có sân. Thì thông thường đó, người ta giữ giới là người ta giữ cái phần ác nó không phát sanh. Cái mức độ, cái đỉnh cao của nó là cái ác nó không phát sanh, là người ta giữ giới chỗ đó. Nhưng mà 2 cái phần này nè, nếu chúng ta biết chúng ta cũng giữ giới luôn. Cái khi mà mình nóng giận mình không có kiềm chế được, nhưng mà sau đó mình biết, tại vì mình có trí mà, mình có trí văn, trí tư, trí tu thì mình biết. Thì khi mình biết rồi đó thì mình mới giải nó, hiểu không? Chứ không phải mình biết rồi mình có thể không phạm. Mình không phạm được cái đỉnh cao nó là ác này, mình không phạm. Nhưng mà 2 cái này mình có phạm. Thì khi mình phạm rồi đó, giải. Phạm rồi giải, phạm rồi giải, phạm rồi giải. Thì nó sẽ yếu lên. Cũng giống như bây giờ cái này nó cứng quá, mình cứ lung lay hoài, mình cứ lung lay hoài, đẩy tới đẩy lui hoài, thì nó sẽ yếu lên. Bởi vì nếu không nó cực mạnh trong tâm. Chỉ này mình giữ giới. Mình hành giới bằng cách gì? Mình hành giới bằng cách thứ nhất,
Mình không giết người mà mình cứu mạng sống của chúng sinh, thì cái đây là hành giới. Mình không có tạo cái điều kiện để cho cái tâm nóng giận của mình nó thường xuyên phát sanh. Mà nó phát sanh rồi đó thì mình phải giúp cho nó giải độc ra. Thì trong cái sân mình á, là sư cô có giảng cho quý vị là nó có hai mặt. Một cái mặt tích cực là cái mặt nó đánh ra bên ngoài, nó sừng sổ, nó quỷ hoại, nó tấn công cái người khác, đó là một cái mặt. Cái mặt thứ hai nó đánh vào bên trong. Nó đánh vào bên trong ở chỗ nào? Buồn, đau khổ, bức xúc. Nhưng nếu không giải cái này ra, nó thành bệnh của tâm và nó thành bệnh của thân. Và nếu như người ta cứ cam chịu hoài đó, thì quý vị sẽ thấy những đứa trẻ nó sinh ra, nó là đứa trẻ tự kỷ, nó ngồi một mình, nó không nói tới ai, nó không tiếp xúc với ai, nó không cái gì cả. Vì tiền kiếp trước khi nó chết, nó đã lâm vào trong vào cái trạng thái nó là sân và sân độc. Nó không phải sân ác rồi, tại vì sao? Nếu sân ác nó đã tự tử rồi. Nhưng mà cái sân và sân độc này á, nó nuôi suốt trong cái cuộc đời của nó, nén xuống, nó chịu đựng. Quý vị đọc báo, quý vị có thấy một chuyện không? Là bà hoàng hậu mà vợ của ông vua Nhật. Cô này đã xuất thân trong một cái gia đình không phải hoàng tộc, nhưng cũng là một cái gia đình coi như là gia giáo, một cái gia đình thuộc vào cái hàng đó, là cũng là hơn cái mức trung lưu, nhưng người ta vẫn cho làm cái gia đình dân dã. Khi mà về chịu một cái áp lực của hoàng cung quá nặng, cho đến độ đó cái người này trong 6 tháng không nói được một tiếng nào, không nói được tiếng nào, tức là những cái mà phải chịu đựng, phải quất ức nín luôn, không nói được tiếng nào. Thì khi mà cái này đó được nhiều người đó giải cho Đức Vua nghe, thì chính Đức Vua là cái người cứ phải thì thầm, cứ phải nói và giúp đỡ, cho đến sau này thì cái người hoàng hậu nó mới nói được. Thành ra đừng có tưởng rằng là cái giới này nó đơn giản đâu. Mình không có phạm cái giới sát sanh này, đúng. Nhiều người tránh khỏi được lắm, nhưng hai cái này không được. Hai cái này nó sẽ đi hai cái ngã vậy đó. Có những người họ sẽ tấn công ra bên ngoài, nhưng mà có những người họ không đụng chạm gì bất cứ ai, nhưng họ nén vào bên trong. Và cái này nó bịt. Mà không giải trong cái đời này, đời sau sanh ra tự kỷ. Một giới thôi. Và nó không có bình yên trong tâm. Và khi những cái xao động trong tâm như vậy đó, nó làm cho cái sắc pháp, như chúng ta biết là tâm sinh ra sắc pháp, nghiệp cũng sanh ra sắc pháp. Và khi tâm bất thiện nó hoạt động, nghĩa là cái dòng nghiệp này rất là mạnh, cho nên nghiệp bất thiện và tâm bất thiện tạo ra những cái sắc pháp mới. Và nó làm cho một cái trạng thái đơ cứng, và nó bệnh ở thân, nó bệnh luôn ở tâm. Và không giải, kỳ cung nhất định không giải, thì thân ngoại mạng chung sẽ như thế. Vì thế cái giới thứ nhất ghê gớm mà. Và nó phải có sự tích cực. Không tích cực là không giúp cho mình được cái gì cả. Cho nên nó có cái phần hành giới của nó. Và trong tất cả năm giới đều hành giới. Tất cả các giới đều đi 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất thọ giới, cấp độ thứ hai trì giới, cấp độ thứ ba hành giới, và cấp độ thứ tư thành giới. Và khi đó cái giới mà nó mạnh như vậy đó, thì người ta bắt đầu người ta đi vào trong cái thiền định đó, mà người ta chưa đạt được đó, thì nó gọi là cận định. Và khi cái giới đó nó giúp cho cái tâm của mình nó giống như là những cái phần quế nhiễm là nó không có nhịp lên, nó không có nhịp ở trong tâm của mình, thì mình sáng suốt. Mình sáng suốt khi mình tiếp nhận pháp học, tiếp nhận rất nhanh. Khi mình ứng dụng
có sai đi nữa điều chỉnh được. Và khi đi vào cái con đường mà tu này đó thì nó cũng nhiều thuận lợi hơn, nó không có đi vòng vòng, nó không đi vòng vòng. Anh thấy cái giới đứng đầu, từ đó mới nói đến vấn đề định. Còn nếu không rất khó. Khi chúng ta trình bày thì chúng ta nói theo cấp độ, nhưng mà trong cái đời sống đó thì giới định tuệ là lúc nào cũng phải có mặt, chỉ là yếu thôi. Cho nên mình có giữ giới, mình cũng có tu định và mình cũng có tu tuệ. Ba cái đó mình đều có thể là trong một ngày mình có thể là coi như ba cái pháp đó mình đều có thể hành trì được hết. Còn mình nói theo cấp độ thì nó đi cái cấp độ của nó là giới, định và tuệ. Cấp độ rõ ràng như vậy. Nhưng đời sống hành trì thì ba cái này đều có mặt trong đời sống chúng ta. Khi yếu khi mạnh, khi có khi không, nhưng mà đều có mặt hết. Thành ra khi mà chúng ta học về di diệu pháp, chúng ta có thể soi được cái tâm của chúng ta hay không đó, thì cái phương pháp của nó là định, cận định và định. Cho nên nếu mà nó có nhiều cái mà trong cái giới mà mình phạm rồi đó, thì cái tâm của mình nó lúc nào nó cũng dịp hết. Nó giống như mình lấy cái cây mà mình gõ trong cái chuông này rồi đó, thì cái tiếng ngân nó còn. Cho nên khi nào phạm giới rồi thì cái tâm nó bất an. Mà nhiều khi mình nghĩ phạm giới là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra khi mà những cái sân của mình khởi lên vậy là mình phạm giới thứ nhất rồi. Cái gì hiểu chưa? Chứ không phải phạm giới là cái gì ghê gớm. Cái gì ghê gớm thì nó kinh khủng quá rồi, miễn bàn rồi, cái đó ai cũng thấy hết. Nhưng cái thầm lặng ở trong tâm của mình không thấy, và mình không giải được cái này, thì cái đó nó thành bệnh của tâm và bệnh của thân. Cái này thầy thuốc bó tay, giải bằng tâm thôi. Sư cô nhớ có một cái, có hai vợ chồng của cô đó là người Thiên Chúa, mà có một cái phòng mạch về Đông y. Thì hai vợ chồng làm như vậy đó, cái ngày có một tuần, trong một tuần có một cái ngày làm từ thiện, tức là miễn phí hết, vừa bắt mạch vừa thuốc men miễn phí hết. Còn mấy ngày kia thì có thu cái tiền thuốc mà mức độ thôi. Thì hai vợ chồng đem tiền tới cúng dường cho sư cô xây dựng, mà nói vậy là chúng con là người Thiên Chúa giáo, nhưng mà chúng con nghe di diệu pháp và cũng có chia sẻ cho những người bệnh nhân mình vi diệu pháp. Thì sư cô hỏi tại sao vậy? Thì người này nói rằng là khi mà con có những cái người bệnh nhân nó lâu năm rất là thân thiết, thì đúng theo cái mạch lý mà con coi đó, thì chúng con thấy rằng là cái bệnh này chữa được, nhưng mà tại sao nó cứ tái phát, nó cứ trở lại tái phát hoài? Thì tụi con nghi là nó không phải là do cái những cái điều kiện mà nó có thể phát sanh về bệnh lý, nó thuộc về vật chất. Cho nên là tụi con mới thân thiết mới hỏi, thì mới biết ra là trong cái đời sống gia đình nó có nhiều cái bất ổn, nó gây nên những cái đau khổ, những cái thương tổn, và cái bệnh người này tái phát trở lại. Và khi đó thì chúng con biết rằng đó, mặc dù mình rất là tận tâm với người bệnh nhân của mình, nhưng mình giúp người ta được có 50% thôi. Thì khi trong cái tiếp xúc đó thì con mới hỏi rằng là cũng như là theo đạo gì vậy đó. Thì trong số đó người ta nói là người ta theo đạo Phật, và cái đau khổ này đó là chỉ có đạo Phật mới giải được. Và những người đó giới thiệu nhiều cái bài pháp, chứ không phải là một cái bài pháp. Nhưng mà khi gặp di diệu pháp rồi thì cái hai cái người thầy thuốc này nói rằng là đây là có thể giúp cho người ta giải được. Thành ra mới là làm cái việc này. Rồi cũng do những cái người Phật tử đó hướng dẫn, và người ta cũng hùng phước mà, thì người ta mới lấy tập hợp cái tiền đó và cái tiền của mình luôn đó, là đem lại để mà cúng dường. Thì như chúng ta biết đó, bệnh nó có bệnh của thân, và nó có cái bệnh do quả của nghiệp. Cái thân bệnh nó có thể gây ra do những cái điều kiện về khí hậu, về ăn uống,
về cái sinh hoạt, về những cái hoạt động của mình khi nó quá sức và cái giờ giấc nó không đúng vân vân, nó thuộc về những cái điều kiện, thuộc về vật chất. Nhưng có những cái bệnh nó phát sanh là do tâm. Đây, nó do tâm một cái. Hoặc là cái thứ hai, ví dụ như mình nói là con cố ý tránh xa sự trộm cắp, cố ý tránh xa sự tà dâm, thì hai cái pháp này nó nằm trong tham. Và tham nó cũng có ba cái mức độ như thế này, thấy không? Cho nên á, là sư cô có nói với quý vị đó, người ta đau khổ vì người ta cung phụng cho sự thặng dư, muốn làm giàu ngày đêm, thì cái tham dục đó nó đưa lên, thì hiểu chưa? Và nó nghĩ ra nhiều cách, nhiều cớ, nhiều cái mà nó bất chấp tội lỗi. Chúng ta thấy á, ở bên Pháp thì cái giám đốc của một trung tâm huyết học thì bán những cái bịch máu đã quá độc. Và chuyện này đưa ra. Còn ở Việt Nam mình, Bộ Y tế mới đây là mới nhất, thì chúng ta thấy rằng họ không phải là những người dốt, cũng không phải những người nghèo, nhưng họ cung phụng cho sự thặng dư. Và như vậy, đó là gì? Tham dục này nó nằm trong cái mức độ ác, thì chỉ đưa được cái chết. Bảo đang mấy đứa nhỏ tiêm vaccine vô chết, không phải một đứa. Bao nhiêu người ung thư chết, đồng tiền này lấy ra từ cái sự sống của một đứa trẻ con với những người bệnh. Tiền này là bằng máu, bằng nước mắt, bằng tất cả sự đau khổ của những người có con, có chồng, có anh, có em, có cha, có mẹ bệnh hoạn phải chết như thế. Đây là ác nghiệp. Thấy chưa? Người ta có phước nè, ta có học, ta phước, ta có địa vị, phước thì ta có đầy đủ cái ăn cái mặc, không thiếu gì hết. Nhưng ta đi tìm cái sự thặng dư, đó là cái lòng tham nó bốc lên. Và nó đi đến cái đỉnh điểm của nó là cái ác. Nó có ba cấp độ mà. Tham, sân, si đều đi ba cấp độ này hết. Ta phạm. Đâu phải vậy, đâu phải nghèo quá mà phải bần cùng mà sanh đạo tặc. Nó không có ác, nó có lỗi, nó không có ác. Lê dân đó mà đi ăn cắp cái nồi cắp heo, hay đi ăn cắp một cái khúc bánh mì, thì nó không có tội mà nó có lỗi. Nó có sai nhưng mà nó không có ác. Như thấy chưa? Không có ai. Rồi cái người nó dư hết tất cả mọi thứ mà nó muốn dư thêm, và nó bất chấp sự đau khổ và mạng sống của người khác, nó là cái ác. Năm giới không gìn giữ được. Như thế chứ? Giờ khi hồ sơ dối, nói dối, làm dối, thì quý vị thấy phạm giới nữa chưa? Vì sao vậy? Vì khi tham dục nó che mờ, nó phạm vào trong cái giới thứ năm. Cái che mờ nó phạm giới thứ năm. Mà giới thứ năm đã phạm thì bốn giới khác phạm hết, không giới nào không phạm. Và tất cả các giới đều nằm trong ba cấp độ. Cho nên chúng ta muốn đi vào cái con đường trí văn, trí tư, trí tu đó, thì chúng ta sẽ hỏi giới mình, giới mình cố gắng được tới đâu, củng cố lại cái nền này đi. Còn hàng ngày mình tu tập hết 3-4 cái, 5-7 cái gì cũng tốt thôi, không có sao cả. Nhưng khi mình làm bất cứ gì, mình đều rà soát lại, mình củng cố nó tới đây. Cái gì còn thiếu sót, củng cố lại. Mình rà soát lại, mình sẽ thấy. Đừng có tưởng phạm cái giới nó đơn giản. Phạm cái giới nó nhịp trong tâm, tạo nên sự bất an. Nhịp như thế. Và những cái sóng này nè, chúng ta sẽ thấy nó đi như thế này. Khi mà phạm giới nó nằm trong cái pháp bất thiện đây, nó nhịp như thế này. Nhịp đây, nó xóa bỏ cái phần tốt đẹp đây.
Cho nên người ta nói có giới lũng, có giới đất. Đấy, nó làm gì? Nó xé cái sự bình yên của mình. Nó nhịp luôn. Có người nó nhịp hết một cuộc đời và nó sang một kiếp khác nhịp tiếp theo. Nó không phải chỉ có một đâu. Cho nên người ta mới nói là khi cái ác nghiệp mình tạo ra đó, mình phải đối diện với cái lương tâm của mình. Và nó không cho ngưng nghỉ. Nó trạo tới, trạo lui, trạo tới, trạo lui. Đây là lộ ý. Và như chúng ta biết là cái lộ ý nó trạo tới, trạo lui cực kỳ nhanh. Nó đi nhanh lắm. Đây. Và nó tạo tác đây. Trong cái động tốc của nó tạo tác đó. Là cái ăn năn, cái hối lỗi, cái rai rứt ở trong lòng đó. Và Đức Phật dạy cho chúng ta ngăn cái những cái nhịp mà của phạm giới này đây đó bằng sám hối. Và có cách sám hối. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là để hiểu được cái tâm của mình, chúng ta phải có cận định và định. Để có cận định và định thì chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới. Và cái này nó càng lúc nó càng vi tế. Còn nếu không đó thì cái mặt trên nó bớt sao động, nhưng mà trong cái lòng đại dương đó nó vẫn có bảo tập. Bề ngoài thì nó yên ắng, nhưng mà bề trong nó bảo tập. Quý vị thấy thí dụ như cái đứa kẻ trừ kỷ, nó ngồi vậy hoài, nó ngồi vậy hoài. Mình đừng tưởng trong tâm nó không có hoạt động. Thứ nhất, cái hoạt động của nó là cái si của nó là mạnh nhất. Và khi cái si của nó mạnh nhất thì chúng ta sẽ thấy trong tâm của nó những cái pháp bất thiện nứ cứ trào lên trào xuống, trào lên trào xuống. Cho nên nó không có tiếp nhận một cái gì được dễ dàng cả. Thứ nhất là nó đã quen, không có mở cửa ra. Thì bây giờ nó vẫn đóng cái cửa đó lại. Và tất cả những cái tủ khóa lại đó, không phải cái tủ nào khóa lại cũng chứa vàng bạc và kim cương. Có thể nó chứa những cái điều kinh khủng nhất ở trong đó có. Có khi nó trống rỗng không có gì cũng có. Và cái tâm của chúng ta vậy đó. Phải hiểu là giữa cái bên ngoài và cái bên trong, hai cái mũi đau này á, nó đều có một cái tác dụng tai hại hết, không có cái nào tốt cả. Chúng ta chọn để không phản ứng bên ngoài, là chúng ta đã đóng cửa lại để quay cái mũi giáo về bên trong, chứ không phải giải mã. Giải mã phải sử dụng trí văn, trí tư và trí tuệ. Còn không sử dụng cái này là tự mình giết mình. Và nó là những cái độc chất này nè, nó thầm lặng để nó giết cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và nó giết luôn cả cái sắc pháp này, để khi mà nó hình thành một cái tâm tục sinh để tái sinh trong đời sống khác đó, thì cái tâm này nó cũng làm cho trì trệ một cái sắc pháp nơi chúng ta, là cái hệ thần kinh suy yếu. Nó giết cái chỗ cái tinh chất của nó. Đây là sắc thần kinh. Cho nên có những cái đứa trẻ tự kỷ nó sinh ra đó, mình nhìn thấy đó, mặt mày nó cũng sáng láng, nó cũng đẹp, nó cũng cao ráo, thấy cũng khỏe mạnh tất cả mọi thứ. Nhưng nó giết ở đây nè. Nó mũi lượt trong cái sắc thần kinh. Bởi vì nó đã từng giết nó bằng cách nó nhấn xuống, nó ém lại, nó làm cho chìm khuất, nó làm cho không phản ứng nữa. Và chỉ có kèm chặt, kẹp chặt lại vậy, làm suy sụp thần kinh. Cho nên nó đâu có dừng lại trong một kiếp này. Như chúng ta đã học, đã biết rồi đó, thân hoại mạng chung nó liền tái sanh. Và cái dòng hộ kiếp này tiếp tục. Cái bài toán không giải được trong đời này, đời khác chưa chắc đã giải được. Những gì ngày hôm nay còn sống với nhau, còn có thể nhìn thấy rõ, còn có thể biết rõ, giải trong tâm mình đi. Không cần phải nói gì hết, giải trong tâm mình là chủ yếu.
nên khi mà nói phạm giới đó, mình cứ nghĩ là cướp của, giết người, gian dâm rồi, tồi lại rồi mình mới phạm giới. Những cái đó là quá hải hùng rồi. Nhưng mà những cái vi tế trong cái giới này phải coi chừng. Cho nên không phải gì dễ gì mà chúng ta tiếp cận giáo pháp. Không phải dễ gì mà chúng ta có thể hành trì trong ba cái mức độ trí văn, trí tư và trí tu. Mà cái dòng trôi chảy về nghiệp của chúng ta đây nó mới mạnh hơn là ba cái mà chúng ta tiếp nhận vừa rồi. Đâu phải dễ mà tiếp nhận đó. Vì tất cả sự tiếp nhận nó phải đi bằng cái thiện và thiện trí. Mà khi đó cái giới mình không có gìn giữ được thì cái phần này nó trộn trảo thế nào sao tiếp nhận được. Không có tiếp nhận được. Quý vị thử mà trong cái tâm trạng quý vị lo lắng đi, quý vị đọc một cái bài kinh, nó có thể quý vị đọc thuộc nhưng mà quý vị rồi không biết mình, nó đến đổi mà mình nghe cả mình đọc nữa nhưng mà nó cái đầu nghĩ gì, thấy chưa? Nó xâm nhập mà, xâm nhập và nó hoạt động rất là mạnh. Bởi vì cái bài kinh đó mình thuộc rồi cho nên là mình đọc lên được. Nhưng mà vì nó cực nhanh cho nên là chúng ta thấy là cái sự lo lắng của chúng ta nó vẫn lấn át. Mạnh mà, nó đi như thế này. Cho nên giải, chứ không phải cái trấn áp là cái then chốt. Không phải cam chịu, không phải nhẫn nhục là thượng sách, mà cái đó là hạ sách với chính mình. Giải quyết được cái mặt ngoài, nhưng cái mặt trong là bệnh. Cho nên tại sao người ta có nha, có thấy là bây giờ đó, hiện tại đó là trẻ em tự kỷ xuất hiện rất nhiều dạng, không phải ở một nước mà rất là nhiều nước. Bởi vì cái đời sống hiện tại trên toàn thế giới này, tất cả những người trẻ khi được sinh ra đó, cái khuynh hướng rực rỡ nhất mà người ta thấy đó là khuynh hướng hưởng thụ, quyến rũ vô cùng, chỉ hưởng thụ mà thôi. Thì khi nó chìm trong cái hưởng thụ rồi, chúng ta hiểu nó mê mẩn. Và khi nó hưởng thụ một cách quá đáng thì cái hệ thần kinh của nó, một là nó cực kỳ căng thẳng lên thì nó suy một cách. Hai á, là nó bị ngập tràn á, thì nó suy hoại cách khác. Nhưng mà đằng nào thì cũng làm cho tiêu hoại cái hệ thần kinh. Và nó tái sanh. Thì chúng ta thấy. Mà cho nên cái hoạt động của tâm mà để trở thành cái tục sinh, rồi nó tạo nên cái sắc pháp này, thì chúng ta đã thấy nó vừa là cái hình tướng bên ngoài, nó vừa là cái sâu sắc nhất, cái mạnh mẽ nhất chính là hệ thần kinh. Như vậy ngày hôm nay chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta làm việc, chúng ta hưởng thụ thế nào, chúng ta có thương cái hệ thần kinh mình không? Hay chúng ta nghĩ rồi chết rồi thì dục cái xác này mình có một cái xác mới ngon lành hơn? Chưa chắc. Bởi vì nó nối tiếp và nó sanh ra từ nơi cái hộ kiếp này, chứ nó không phải sanh ra từ cái xác pháp đã dục đi rồi để kiếm một cái khác đưa vô. Nó tạo từ đây. Và tất cả sự hưởng thụ nó không phải sự hưởng thụ trong cái thân xác này, mà tất cả sự hưởng thụ đều nằm trong tâm. Sự đau khổ đều nằm trong tâm, hưởng thụ đều nằm trong tâm, không ra khỏi cái tâm. Như vậy hủy hoại cái thể chất này rồi thì cái tâm này đây với sở hữu tưởng còn ghi nhận lại, thì con đường tái sanh tạo tác lại như cũ. Cái mới đó, nhưng mà nó nhận cái tài sản từ những cái mà nó chuyển giao, trong cái vận hành nhân quả của nó chuyển vào lại. Thì vậy ta đâu có thoát khỏi chính mình đâu. Cho nên Đức Phật mới nói là mình á, là cái người tạo tác ra nghiệp. Cái buồn vui này, cái tốt xấu này do mình tạo tác ra. Rồi mình tạo tác ra là mình chủ nhân để tạo tác nó ra. Tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Rồi mình thừa kế nó, thì tức là các cái tâm quả nó trổ sanh ra, thì nó mới đưa đến tái sanh.
Cho nên nghiệp của mình là sanh ra mình, còn cha mẹ mình là nó là một cái cộng nghiệp mình nương vào đó để mình có mặt trên cái thế gian này. Và cha mẹ đó là ai thì nó đều có một cái sự trùng hợp. Ví dụ như khoa học nói gì là vì cái gia tộc này nó có cái gen á là phổi yếu chẳng hạn, thì cho nên cái đứa trẻ này sanh ra phổi nó yếu. Thì cái chuyện đó về mặt khoa học nó hoàn toàn đúng, nhưng mà về mặt nghiệp thì vì đó mình có cái tạo những cái nghiệp xấu, mình chặn cái đường sống của người ta, chặn cái sự thở của người ta, cho nên bây giờ đó mình phải sanh ra trong một cái gia tộc nào mà nó có cái gen đó để nó tiếp nhận cái đó cho phù hợp. Cũng như mình gắn cái chấu điện vậy đó, cái chấu điện nó phù hợp, nó có ba chấu mình gắn vô ba chấu được. À, chứ còn bây giờ nó có hai chấu mà một cái chấu thứ ba không có chỗ gắn thì nó cũng không có hoạt động được, tức là nó phải phù hợp. Cái đó là cái cộng nghiệp phù hợp để cho mình có một cái sắc pháp nó phù hợp với cái gen trong cha mẹ, trong dòng tộc này. Còn tất cả đều là do mình tạo. Vậy đừng trách cha trách mẹ, đừng trách bất cứ ai hết. Phải nhìn lại. Và mình nhìn lại mình sẽ thấy cái gì? Tất cả những cái gì mà ngày nay cái quả mình nhận đó, hãy soi lại trong cái tập khí của mình, nó đều có dính dáng tới cái này. Vì nếu nó không có dính dáng, nó không thể nào trổ sanh được. Nó phải có sự câu thông giữa cái bên ngoài, giữa bên trong. Nó phải có sự nối giữa cái các cái căn này đây, các cái căn này đây, và các cái cảnh này đây. Nó phải có sự tương ưng nó mới nói được. Nơi mình nó có cái dòng chảy của cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, thì nơi đây khi nó xuất hiện đó thì chúng ta mới nói được. Cho nên không bao giờ là một phía cả. Nó gọi là câu thông với nhau. Hai cái nó phải hiệp lại nó mới nối kết với nhau được. Khi mình thích cái gì thì mình sẽ tìm tới cái đó, rồi nó mới nối lại. Cho nên lần trước khi sư cô giảng, sư cô có nói hạnh phúc hay đau khổ nằm trong cái suy nghĩ của mình, nằm trong cái định hướng của mình, nằm trong sự quyết định của mình. Vậy khi mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình, thay đổi được cái định hướng của mình, thay đổi được cái quyết định của mình, nghĩa là mình đã chọn một cái dòng chảy tốt nhất cho mình, không phải người khác. Cái sai lầm của chúng ta là ở chỗ chúng ta cho người khác cái quyền quyết định cái niềm an vui hạnh phúc của mình, trong khi đó chính là mình. Năm đó mình nhầm lẫn ở chỗ đó. Nhưng tất cả chúng ta đều nhầm lẫn, chỉ có những bậc thánh không nhầm lẫn thôi. Tại sao vậy? Tại khi chúng ta gặp nhau thì cái nghiệp cảm quá mạnh. Nó là hai cái khí này. Chúng ta nói chữ tập khí mà. Mình có tập khí, người ta cũng tập khí. Tiếp nhận cực nhanh. Giống như nơi mình nó phát ra một cái làn sóng, nó phát ra một cái mùi, thì bên kia nó cũng phát ra cái làn sóng mùi, thì nó tiếp cận nhanh. Nó nhanh cho đến độ là khi chúng ta nhận thức ra thì nó đã gắn rồi. Mạnh lắm. Cho nên mình rất là khó thoát. Vì vậy mà mình luôn luôn nó phải trau dồi cái trí văn, trí tư và trí tu, để cái lúc nào mình thấy ra được thì mình thoát được cái lúc đó. Và mình rèn luyện, mình thấy càng nhiều thì mình càng nhận ra rằng mình phải chọn cái gì. Và khi mình chọn rồi đó, mình hãy từ chối những cái khác. Mình chọn cái con đường á, là trí văn, trí tư, trí tu, thì bây giờ những cái tiệc tùng, những cái sự vui chơi, những cái điều quyến rũ bên ngoài,
từ chối được không? Nếu từ chối thành công. Còn không từ chối được thì chúng ta đây vẫn đang xen với nhau. Một người đi học thành công ở chỗ nào là ta biết từ chối những thứ khác để người ta chỉ tiếp nhận trong cái việc học người ta thôi. Còn không thì bạn bè đông đảo có nhiều những cái thú vui lành mạnh thôi, mình không nói những cái thú vui xấu. Chính những thú vui lành mạnh nó mới cám dỗ người ta chứ. Nhưng không có gì tốt đẹp bằng đó khi chúng ta đã định hướng. Chúng ta là người đi học, chúng ta là người đi tu, chúng ta định hướng được rồi, chúng ta từ chối những cái khác. Có đủ cái nghị lực và đủ sáng suốt để từ chối hay không? Không phải từ chối với người ta, mà từ chối với những cái nó đang thổn thức trong lòng mình đây, nó đang thì thầm bên tai mình đây, nó đang dụ ngon dụ ngọt mình đây. Không phải người khác đâu nha, đừng đổ thừa người khác. Nó nói từ bên trong để nó câu thông với bên ngoài. Nuôi con gái ở trên tầng lầu thứ 7 nhưng mà nó vẫn có thể tài dâm được, là do nó nói mà. Thành ra tòa nhà thứ 7 canh gác bao nhiêu thì nó chỉ là cái bên ngoài mà thôi, còn nó hư đốn từ ở bên trong. Tâm chúng ta hư đốn từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Đừng đổ thừa ở bên ngoài. Như vậy khi chúng ta định hướng đời chúng ta rồi, chúng ta có dám từ chối không? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra với mình. Quý vị cứ hành trì như vậy đi, quý vị sẽ thấy và sẽ nhìn thấy tất cả những cái quả nó đang rổ xanh đầy cám dỗ. Một chút xíu gì nữa cũng cám dỗ, phải thấy như vậy. Mình thấy như vậy đó, mình mới biết điểm dừng. Và thấy biết rõ ràng, biết cái điểm dừng, đó chính là cái căn bản trong cái sự tu tập của chúng ta. Đừng có tưởng mình đi đến thiền viện nhiều là mình mau thành tựu. Đến bằng cái tâm gì mới là vấn đề. Hành trì bằng cái tâm gì mới là vấn đề. Ra khỏi chỗ đó nó mang cái tâm gì để mà nó ứng xử với cái đời sống mà nó trở về đây mới là vấn đề. Vậy kỳ cùng chúng ta làm bất cứ một cái điều gì mà chúng ta đây không thấy tâm của chúng ta nó nằm trong cái gì, nó đang sôi sục trong tâm của mình, thì tất cả những cái chuyện đó chúng ta còn ở ngoài gian, chưa có đi vào bên trong được. Thì tất cả vận hành đều tâm, tạo tác trong đời này cũng tâm, ngày chúng ta thân hoại mạng chung ra đi cũng bằng tâm. Giờ cuối cùng trong lúc hấp hối, tâm chúng ta bắt cảnh. Dẫu nó là lộ ngũ hay lộ ý thì cũng là tâm bắt cảnh. Và tâm bắt cảnh như vậy không đi ra ngoài nghiệp thiện mà nghiệp bất thiện. Vậy hằng ngày đây chúng ta nuôi dưỡng cái tâm chúng ta đó bằng những cái pháp thiện hay pháp bất thiện, hãy hỏi mình. Và chúng ta sẽ thấy con đường tái sanh của mình. Sẽ thấy trong những cái bước sắp tới của cuộc đời mình, mình dẫn mình đi đâu. Còn tất cả những người tâm yếu đuối đều để người khác dẫn mình đi, nương tựa vào người ta. Nhưng thật sự không phải nương tựa, mà ỷ lại vào người ta, buông tay để cho người ta đó là xô dạt đến đâu thì đến đâu. Và cái gì làm cho chúng ta từ cái chỗ chúng ta nói mình nương tựa đây nó trở thành là coi như mình ỷ lại luôn đó, thì cái gì nó nói vậy? Chính là tâm si nó nói. Chính là cái hôn trầm thụy miên nơi mình nó phát sanh, nó làm rong rêu một cái đời sống nội tâm của mình. Và vì vậy đó mình phó mặc, và mình nói bằng cái từ ngữ rất là mỹ miều, đó là tôi tin cậy, tôi phó thác. Thưa quý vị không, chúng ta đây sống bằng nghiệp của mình, và nó luôn luôn nó có một cái hoạt động hết sức là tự do và trách nhiệm của nó. Dẫu cho mình có ỷ lại vào đâu, mình có phó thác cho ai đâu nữa, thì nó bắt đầu bằng cái sự phó thác ở đây. Cái tâm tối của nó từ cái phân đoán này, nó sẽ cắm vào trong cái phi như lý tác ý ở trong cái hộ kiếp này đây, nó mới có một cái thái độ như vậy. Bất bình thường không phải là bình thường.
Cho nên chúng ta nương nhau để sống, đi bên cạnh của nhau để nó thêm một cái lực để sống, chứ không có nhập một. Không có nhập một vậy. Mình không có thể đu trên mình người ta để người ta đi bằng hai cái chân. Và mình cũng không bắt người ta đó là bám chặt vào mình để đi bằng hai cái chân. Mình bắt người ta để mình bám chặt vào trong đó, mình không cho người ta đi bằng cái đôi chân của người ta, mà phải đi bằng cái ước muốn của mình đó. Đó là mình đã ăn cắp cái đời sống của người ta, làm thành cái đời sống của mình, làm thành cái tham vọng của mình. Còn mình đó, phó thác đời người ta để mình đu lên cái đời sống người ta đó, người ta đi, mình mượn hai cái chân của người ta đi. Đó là mình hủy hoại đời mình. Đó là vong thân. Người sống đã đánh mất một cái đời sống của mình mà không biết. Còn khi chúng ta mạnh mẽ quá, chúng ta thu tóm người khác, thì cái đó chúng ta đánh cắp cuộc đời người ta. Cái đó chỉ là gánh nặng mà thôi. Hãy buông xuống đi. Cho nên là người ta yêu thương cái người hôn phối của mình, ta yêu thương con cái của mình, ta luôn luôn kỳ vọng rằng cái người hôn phối mình, con cái mình sống như cái ý mình chờ đợi. Quý vị đi đến chùa, quý vị gặp người tu, quý vị mong muốn sao cái người tu đó sống như ý mình. Không có chấp nhận là người ta tu theo cái cách người ta, người ta sống theo cách người ta. Mình thất vọng không phải vì cái người đó làm mình thất vọng, mà vì mình muốn người đó theo cái chuẩn của mình. Chuẩn này có 5 điểm mà bây giờ mình thấy người này có 2 điểm là mình thất vọng, là vì cái chuẩn của mình chứ không phải vì người đó. Bởi vì mỗi người đó nó có cái nghiệp quả riêng. Cái đường của người ta đi nó có những cái trở ngại mình không có thể biết được. Nó có những cái tật nguyền mình không có nhìn ra. Nhưng mình đau khổ vì mình đặt một cái chuẩn và mình muốn đưa người ta vô cái khuôn đó. Bây giờ đưa vô không được thì thất vọng. Thì tự mình tạo ra, tự mình hủy diệt. Còn cái cây này nó vẫn là cái cây này. Nó có thể khác, giống nhau được, không giống nhau được. Quý vị thấy tất cả những cái vị hành giả mà đắc đạo quả, nó có giống nhau, khác nhau hết. Và kiếp cuối của mỗi người nó cũng khác nhé. Chúng ta xem trong cái Trưởng Lão Ni Kệ, có những người cái đời này họ sống trong cái dũng bùn, họ phải trải thân ra để làm một cái cô gái ăn xương, nhưng mà cuối cùng đắc đạo quả thành một cái vị thánh ni A-la-hán. Vậy thì cái chuẩn của mình nằm ở đó. Đó chỉ là cái chuẩn của mình, chứ không phải rằng cái chuẩn của người đó. Thất vọng là do mình. Mình muốn những cái người là thuộc về máu mủ của mình đây, cha mẹ mình, anh em mình, con cái mình, tất cả nó nằm trong cái chuẩn chờ đợi của mình. Và mình nuôi cái chuẩn đó thành ra cái mà mình bám vào trong đó. Và ai không lọt vào trong cái khung đó, mình buồn lắm và mình cứ muốn cái gì. Và đây là cái câu chuyện mà sư cô kể đi kể lại hoài. Đó là câu chuyện mà của một cái người rất tốt, ai muốn giúp cái gì giúp hết lòng hết dạ, không có tiếc cái gì, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, tất cả đều làm thỏa mãn hết. Chỉ duy có một chuyện, người này có một cái giường đẹp lắm. Bây giờ sau khi giúp rồi cho lên cái giường nằm, mà thấy lùng quá thì kéo ra, mà thấy nó dài hơn cái đấy thì thun trở lại. Mà chỉ làm cái đó là thú vui duy nhất. Thưa quý vị, đó là ông thần tham trong tâm chúng ta. Con mình muốn gì, thức đêm, thức hôm, làm cực khổ, tất cả nhịn ăn, nhịn mặc cho nó được hết. Nhưng mày phải vừa ý tao. Phải không? Không vừa ý tao kéo mày ra. Mà mày quá khổ, tao đẩy mày vô. Mà cái người khổ nhất không phải con, người khổ nhất là người hôn phối. Chồng vợ ở với nhau không được cũng chỉ gì đó là đặt trên cái giường tham vọng. Ông thần tham, đây là ông thần tham. Ông tốt lắm, tốt có điều kiện, phải vừa ý. Thành ra trong tâm chúng ta đó, cái tâm tham nó bệnh như vậy.
nó bệnh như vậy. Cho nên mình luôn luôn đó, mình dùng cái tưởng của mình đó, để mình vẽ vời lên cái chuẩn mực, và mình bắt mình đó, chung vô trong cái lòng đó, cái khuôn đó. Mình bắt người khác cũng chung vô cái lòng, cái khuôn đó. Đó là trò chơi của ông thần tham, và nơi mình ai cũng có. Nếu mình không có cái ông thần tham này đó, mình thành Phật rồi. Chỉ là cái ông thần này đó là ổng quá xá hay là ổng vừa phải thôi, chứ còn ai cũng có. Nên ngày nào mà chúng ta chưa thành Phật thì nơi chúng ta đều có ông thần tham này, cho nên mình canh chừng ổng để cho ổng bớt bớt lại. Còn nếu ổng không bớt lại, chính mình là khổ. Cho nên á, tâm tham là tập đế, nó mới tạo ra cái khổ đế, là chúng ta khổ với nhiều hình thức khác nhau. Khổ này là một cái chân lý, là một cái sự thật, không thể nói không có. Và cái khổ này nó bắt nguồn từ cái ông thần tham đó, nó là một cái sự thật không thể nào nói không có. Tức là không thể nào nói sai khác đi được cả. Sự thật nó là như thế. Cho nên nó gọi là chữ đế, sắc chát. Để rõ chưa? Bây giờ mình chỉ nhìn vậy thôi, mình thấy. Thành ra mình không phải nói xấu ai mà cũng không phải nói xấu mình. Nhưng mà sự thật là hai cái dòng này nó chảy trong tâm, chúng ta phải biết. Chúng ta phải biết để chúng ta canh chừng. À, để cho chúng ta đó là có thể đóng cái khung cho nó vô. Cái khung đó là giới. Và cái khung này đó, nó phải bằng một cái loại sắt thép cực kỳ mạnh để nó không tháo bung ra, chứ không thôi nó tháo bung ra thì cái sắt thép đó chính là cận định và định. Và cái mà làm cho nó hết ngọ ngoại được nữa đó, nó chính là một cái thứ ánh sáng nó chiếu vào. Mà ánh sáng là ánh sáng thiệt hay ánh sáng giả? Tại vì sư cô khi đi qua bên Anh đó, sư cô mua một cái bóng đèn nó tròn, nó bị lớn, bán 5 bản Anh. Thì cái bóng đèn này mua về á, là khi mình gắn vào trong cái điện đó thì nó chiếu ra một cái ánh sáng xanh, mà mấy cái con chuột mà nó thấy cái ánh sáng đó nó đi mất. Nhưng mà nó đi được có 1-2 tuần lễ rồi cái nó tới nó giỡn dưới cái ánh sáng đó luôn. Bởi vì cái ánh sáng đó ánh sáng giả. Thành ra lúc đầu nó có một cái tác dụng gì đó, mà nghĩa là nó thấy rồi nó sợ, cho nên là nó rút luôn. Nhưng mà khi nó quen rồi thì nó thấy không có giá trị. Cái ánh sáng thật của chúng ta chính là cái thiện trí. Chúng ta soi hoài và nó có cái năng lượng thật sự của nó. Thì khi nó chiếu vào như vậy đó, thì những cái con vật thuộc về tham sân si nó được nhốt trong cái chuồng giới đó đó. Và cái chuồng giới này nó mạnh bằng cận định và định này đó, thì nó dùng cái ánh sáng của tuệ giác này đó để nó bỏ đói mấy con vật này. Còn nó chỉ không có bỏ đói khi nào chúng ta còn đưa nó ra để nó tạo tác, chúng ta cho nó ăn, chúng ta nuôi dưỡng nó bằng cách chúng ta hợp tác với nó. Chúng ta coi nó chính là ước muốn của mình. Chúng ta coi nó là cái thích hợp với mình. Và đây là cái quyết định phù hợp với tình cảm cảm xúc của mình. Nhưng tình cảm cảm xúc này thiếu ánh sáng của trí tuệ thì đó là chính là chúng ta đang nuôi dưỡng nó. Và khi chúng ta thiếu cái ánh sáng trí tuệ này đó, khi chúng ta thiếu một cái lực mạnh mẽ ở trong tâm chúng ta, thì có nghĩa là cái định, cái cận định và định này nó suy yếu, thì con vật này nó sẽ hoạt động. Cách thức của chúng ta là vậy. Xin mời tất cả các thân nhân.